Cho tôi một ly cà phê đen đá, làm nhanh một chút, tôi còn mang đi nữa. Tôi đang xếp hàng trước mà. Nhìn cô không giống người bận đi làm lắm nhở? Hay là cô nhường cho tôi đi, tôi sắp trễ giờ họp rồi. Nhưng mà... Không thì cô ơi, cô nhường cho cô này luôn đi, cấp của cô ấy làm không lâu lắm đâu. Đấy, nhân viên đã nói như vậy rồi, cô chờ một chút đi. Mà cô nấu cơm muộn một chút thì cũng có sao đâu. Còn tôi đi làm giờ rất khó khăn lắm, cô không thông cảm cho người khác được à? Nhưng mà tôi mua cà phê cho chồng tôi, anh ấy cũng phải đi làm mà. Anh Toàn ơi, em mua đồ ăn sáng với cả cà phê cho anh lần này. Anh em hãy đi làm nhá. Hôm nay có buổi họp sớm, chắc là không kịp ăn đâu. Nhưng mà... Em ăn giúp anh nhá, yêu em nhiều. Mất công cả buổi sáng mình xếp hàng mới mua được cà phê, không ăn sáng thì ít ra cũng phải uống cà phê chứ. Nếu như lúc trước, sau khi lấy chồng mình không nghỉ việc, thì bây giờ mình cũng đã bận rộn như mọi người rồi. Cố lên, mày chắc chắn sẽ làm được. Còn mấy ứng viên nữa? Vẫn còn một người nữa ạ. Hồ sơ của cô ấy đấy ạ. Dạ, xin chào, tôi đến đây là để phỏng vấn. Em... Mời cô ngồi. Chào chủ tịch ạ. Cô Lan này, cô ra ngoài muốn giúp tôi một ly cà phê. Sao ạ? Tôi nhờ cô ra ngoài muốn giúp tôi một ly cà phê, có vấn đề gì không? Dạ không ạ, tôi đi ngay đây ạ. Dương, sao em lại ở đây? Anh chưa xem hồ sơ của em à? Em đến đây để ứng tuyển vị trí làm nhân viên của anh đấy. Em đùa đấy à? Em hoàn toàn nghiêm túc đấy. Sao đấy? Anh có thưởng em à? Không phải. Mà sao tự nhiên em lại muốn đi làm? Nếu như em thiếu tiền, em có thể nói với anh mà. Nhưng mà đâu phải là vấn đề tiền bạc đâu. Chỉ là em thấy ở nhà quá nhàm chán, em muốn đi làm. Nhưng mà đi làm có nhà như em nghĩ đâu. Bây giờ em ở nhà hàng ngày nuôi cá trồng hoa, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đi mua sắm, không phải tốt hơn sao? Nhưng mà em không thích cuộc sống như vậy. Em muốn dùng khả năng của mình để kiếm những đồng tiền chân chính. Lương nhân viên 3 cọc 3 đồng còn không đủ để em uống trà sữa cơ. Thì không phải quan trọng là tiền, mà là em không muốn sống tách biệt với xã hội. Em vẫn còn trẻ mà, sao em phải nghỉ hưu sớm như thế chứ? Nhưng mà... Sao anh lại nhất quyết không muốn em đến công ty làm thế? Anh có chuyện gì muốn giấu em à? Em nghĩ cái gì vậy? Anh có giấu gì em đâu? Thật sự là anh không giấu gì em. Thật sự là không giấu gì em cả. Nhưng mà nếu như em muốn đi làm ấy, em cứ nói với anh, anh có thể sắp xếp cho em một chức vụ trong công ty được. Chứ làm sao để em làm nhân viên? Không được. Em muốn dựa vào chính năng lực của mình, em không muốn đi cửa sau. Nhưng mà em là vợ của anh mà, cần gì phải đi cửa sau? Anh này, khi ở công ty ấy, mình hãy tỏ ra là không quen biết đi. Sao cơ? Hãy tỏ ra là vợ chồng mình không quen biết nhau. Tại vì em không muốn nhân viên ở công ty sẽ bàn tán. Với cả em nói rồi, em muốn làm việc bằng chính thực lực của mình mà. Anh! Dương, em đi làm sớm thế. Sáng nay ra khỏi nhà anh không thấy em đâu cả. Còn đang hỏi là sao em không chờ anh. Em đi mua cà phê cho anh đấy. Chỗ này cà phê ngon lắm, nên rất đông khách, phải xếp hàng từ sớm cơ. Bây giờ em phải đi làm rồi mà, không cần phải mua cà phê cho anh đâu. Không sao, việc này là em thích mà, anh không cần phải lo cho em đâu. Được rồi, vậy thì trưa nay hai chúng mình đi ăn với nhau nhé. Chủ tịch, em mua cà phê cho anh rồi ạ. Tôi cảm ơn nhá, nhưng mà hôm nay tôi có cà phê rồi, cô giữ lại uống đi. Này, cô mua cà phê cho chủ tịch đấy à? Đúng vậy, là tôi mua đấy. Ai bảo cô làm việc đấy? Tôi biết cô vừa vào công ty là muốn nịnh bợ cấp trên. Nhưng mà cô nên biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm chứ. Đừng có đi qua giới hạn của mình. Tôi chỉ mua cà phê cho chủ tịch thôi mà, sao cô phải làm quá lên như thế?
Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi nói cho cô biết, lần sau mà để tôi nhìn thấy cô tiếp cận cấp trên thì cô đừng trách tôi đấy nhá. Sao em không ăn cơm thì mà cứ nhìn anh thế? Em ăn cục tức no rồi, em không muốn ăn. Thế hôm nay ai chọc giận gì em à? Là anh chứ còn ai nữa. Anh nhá, anh có làm gì em đâu. Anh nói thật cho em biết đi, mối quan hệ giữa anh và cô Lan đấy là gì? Mối quan hệ giữa anh và cô Lan thì làm gì có gì, chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi mà. Có thật là chỉ là cấp trên với cấp dưới không đấy? Anh có biết là hôm nay cô ta khó chịu với em, mắng em để em mua cà phê cho anh không? Còn có chuyện như vậy á? Đúng vậy. Em thấy thái độ của cô ta dành cho anh không đơn giản là nhân viên đối với cấp trên đâu. Chắc là em hiểu lầm thôi. Cả công ty này ai mà chả biết là anh có vợ rồi. Chắc là cô ta định giở cái trò ma cũ khiến ma mới thôi. Không có gì đâu, em đừng để bụng nhá. Thật sự là như vậy sao? Anh nói với em rồi mà, môi trường công sở ấy rất là phức tạp, nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Sao, bắt đầu cảm thấy hối hận chưa? Còn lâu em mới hối hận nhá. Nhất định em sẽ chứng minh năng lực của mình cho anh thấy. Thế thì phải ăn no thì mới phát huy được khả năng của mình. Đây, đùi gà em thích nhất đây, ăn đi. Là chủ tịch, chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe thì làm sao có chuyện nhầm được. Bà không tin thì bà cứ đi hỏi thử xem. Đúng, chính mắt tôi cũng nhìn thấy hai người họ thân mật cực. Này, hết giờ nghỉ trưa rồi, còn không đi làm việc đi, đừng đấy mà buôn chuyện nữa à? Chuyện nóng hổi, làm sao mà không buôn được, liên quan đến chủ tịch đấy. Cái gì? Chuyện gì mà liên quan đến chủ tịch? Thì vừa nãy chúng tôi đi ăn trưa, thấy chủ tịch ngồi cô Dương, viên mới. Đúng rồi, tôi có thấy chứ. Chủ tịch còn gắp đồ ăn cho cô ta mà. Vừa nhìn đã biết cái mối quan hệ không bình thường rồi. Cô Dương, đi ra ngoài với tôi, Này, lúc sáng tôi nói với cô rồi, tại sao cô vẫn chứng nào tận đấy đấy? Cô nói gì, tôi không hiểu. Cô không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu đấy? Tôi đang nói về chuyện cô cố tình tiếp cận chủ tịch. Cô không cần phải chối cãi, tất cả nhân viên trong công ty đều nhìn thấy cô và chủ tịch đi ăn cơm với nhau cơ mà. Mà tôi nói trước rồi đấy, chủ tịch có vợ rồi, cô đừng nghĩ mồi chài chủ tịch để tiến thân mà dễ nhá, không có cửa đâu. Này cô, con nói cho cẩn thận, cô quá đáng rồi đấy. Đối với cái loại người như cô, tôi phải nói thẳng, tránh xa chủ tịch ra. Nếu không thì tôi sẽ mách với vợ chủ tịch và cô tiếp cận chủ tịch đấy. Đến lúc đấy bị đánh ghen thì đừng có trách tôi không nói trước nhá. Cô 5 lần 7 lượt ngăn cản tôi không được tiếp cận với chủ tịch. Là cô đang nghĩ cho vợ chủ tịch hay là cô đang nghĩ cho cô vậy? Cô! Cô đừng có lấy vợ chủ tịch ra để làm lý do nữa. Bởi vì người tiếp cận chủ tịch là cô mới đúng. Nếu vợ chủ tịch đến đánh ghen ý, thì cũng sẽ tìm cô chứ không phải tìm tôi đâu. Cô! Sao? Cô định đánh tôi á? Cô dám không? Cô thử xem cô có gánh nổi hậu quả không? Khá đấy, mới ngày đầu đi làm đã như vậy rồi à? Để tôi xem cô trụ được bao lâu nhá. Trong ngày hôm nay, nhờ cô tập hợp tất cả các số liệu này nhé. Ngày mai trong cuộc họp cần dùng tới nó đấy. Sao cô? Một mình tôi phải làm hết chỗ này á? Đúng thế, các số liệu này đều rất quan trọng, không được có sơ sót gì đâu đấy. Nhiều như vậy thì làm sao tôi có thể tổng hợp hết được trong một đêm? Đó là chuyện của cô, tôi đâu cần biết đâu. Cô... Có phải là cô đang cố tình lấy việc công để trả thù riêng đúng không? Có chút chuyện nhỏ này mà cô không làm được thì cô lấy tư cách gì để lên mặt với tôi chứ? Nếu mà cô cảm thấy tôi chèn ép cô thì cô đi mách với chủ tịch đi. Dù sao thì cô cũng có năng lực đó mà. Muộn rồi đấy, đi ngủ thôi em. Anh đi ngủ trước đi, lúc nào em xong việc thì em sẽ vào ngủ. Nhưng mà cần anh giúp gì không? Không cần đâu, anh cứ vào đi ngủ đi, đừng làm phiền em làm việc nữa.
Ngủ ra. Một mình cô hoàn thành xong số liệu này á? Đúng rồi. Lần đầu tiên mà tôi thấy chủ tịch ngủ gật trong cuộc họp đấy. Chắc hôm qua anh đi tăng ca đêm, tôi thấy anh ta mệt mỏi lắm. Thôi rồi, coi như việc này đã xong. Cô chuẩn bị đi, để tí đi gặp khách hàng cùng tôi để ký hợp đồng. Tôi đi cùng với cô sao? Đúng thế. Đừng có nói là tôi không báo trước đấy nhá. Hợp đồng này rất quan trọng với công ty của chúng ta. Nếu mà cô không ký được thì cuốn gói đi là vừa đấy. Có vẻ như khách hàng không có nhà. Cô ở đây đợi đến khi khách hàng về thì thôi đấy nhá. Nhớ là phải tìm mọi cách để ký hợp đồng này cho bằng được, biết chưa? Thế cô không ở đây với tôi à? Đây là chuyện của cô. Tôi còn có việc khác. Thế nhá. Cái bà già này, đi không nhìn à? Tôi xin lỗi cô. Hay là xin lỗi á? Mà xin lỗi là xong sao? Bà có biết cái áo của tôi đắt tiền như nào không hả? Bực chết được ấy. Tôi xin lỗi mà, hay là cô vào nhà đi, tôi giúp cô giặt chữ vết bẩn này. Bà nghĩ tôi rảnh lắm à? Mà theo bà vào giặt áo, hả? Nhà tôi ngay đây thôi mà, không mất nhiều thời gian của cô đâu. Hả? Bà bảo đây là nhà của bà á? Thực ra cũng không phải nhà của tôi, tôi chỉ mới đến đây cũng một tháng thôi, nên là nhà của tôi hiểu rồi. Bà là giúp việc nhà này đúng không? Hay quá, tôi đang có việc cần gặp chủ nhà, bà dẫn bọn tôi vào nhé. Cũng may cho bà là vết bẩn này sạch được đấy, chứ không thì cả tháng lương của bà không đền nổi cái áo của tôi đâu. Con đứng đấy làm gì? Khách đến chơi nhà mà không rót nước mời khách à? Biết đãi kiểu gì vậy? Cô đợi tôi một chút, tôi đi ngay đây ạ. Này, dù sao bác ấy cũng là người lớn tuổi, cô nói chuyện tôn trọng một chút có được không? Ở đây không có ai đâu mà cô định ra vẻ. Bà tạm chỉ là giúp việc thôi, phải làm đúng nghĩa vụ của mình chứ. Tôi đâu đòi hỏi gì quá đáng đâu. Cháu cảm ơn bác ạ. Này, chủ của bà khi nào về? Giờ này mọi khi là Đức về rồi. Vậy hai cô có việc gì không? Thì phải có việc mới đến đây chứ. Chứ đâu ai rảnh rỗi để đến đây chơi đâu. Kiến Lan. Này, cô định dạy đời tôi đấy à? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là cấp dưới của tôi thôi. Đừng có ra vẻ như thế chứ. Ở đây xong việc của bà rồi đấy. Bà đi đi. Đồ giả tạo. Bác ơi, cháu xin lỗi bác. Chị ấy nói chuyện không được dễ nghe, mong bác bỏ qua cho ạ. Không sao đâu, tôi sống đến ngần này tuổi, có gì đâu mà tôi không biết. Cô ấy không chọc giận được tôi đâu. Mai cháu đến có việc gì? Dạ, hôm nay chúng cháu đến đây là muốn gặp anh Đức để ký hợp đồng ạ. Anh Đức chính là đối tác của công ty cháu ạ. À thế hả? Giám đốc Đức, anh về rồi ạ. Cô là... Chào anh, tôi là Lan, trưởng phòng kinh doanh của công ty SPM. Hôm nay chúng tôi đến tìm anh về việc tái ký hợp đồng với công ty ạ. Thì ra là nhân viên của anh Toàn à? Dạ. Mà sao cô vào được nhà tôi thế? Giúp việc nhà anh mở cửa cho tôi ạ. Giúp việc á? Chính là bà ấy ạ. Mẹ. Con về rồi à? Dạ. Cái gì? Mẹ ạ? Đúng rồi, đây là mẹ tôi đấy, cô không biết à? Cô nghĩ mẹ là người giúp việc nên có thái độ rất hống hách. Bây giờ biết được sự thật rồi, chắc là bất ngờ đấy. Bác gái. Cô dám có thái độ hỗn láo với mẹ tôi à? Cậu Toàn tuyển nhân viên kiểu gì đấy? Giám đốc, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, tôi có thể giải thích ạ. Không có giải thích gì hết, việc ký hợp đồng lần này tôi không ký nữa, cô đi về đi. Giám đốc, cái hợp đồng này rất quan trọng với cả hai công ty ạ, xin anh xem xét. Thôi được, tôi sẽ ký, nhưng mà cô về bảo với cậu Toàn điều nhân viên khác đến đây làm việc với tôi. Loại người như cô tôi không muốn làm việc. Đức này, nếu con muốn ký hợp đồng ấy thì con ký với cô Dương này. Cô là người lễ phép, có đạo đức, con nên làm việc với những người như thế.
Chủ tịch cho gọi tôi ạ? Đúng rồi. Cô Lan phải báo cáo với tôi rằng ngày hôm nay ở nhà giám đốc Đức là cô đã dùng chiêu trò để mà cướp vào đồng từ tay của cô Lan đây. Chuyện có đúng như vậy không? Cái gì cơ? Tôi giở chiêu trò á? Cô còn giả vờ nữa à? Nếu như không phải cô giở trò quyến rũ giám đốc Đức thì làm sao mà anh ấy thay đổi ý định ký hợp đồng với cô được? Chủ tịch, cô ta còn nói xấu tôi trước mặt giám đốc Đức nữa, khiến cho anh ấy có ấn tượng xấu về công ty của chúng ta. Tôi nghĩ chuyện này không thể bỏ qua được đâu ạ. Cô Lan này, không ngờ là mặt cô lại dày như vậy. Chuyện như thế mà cô cũng có thể bịa ra được à? Từ lúc cô vào công ty là tôi đã thấy rồi. Năng lực thì không có, nhưng mà thủ đoạn cô có thừa rồi đấy. Cô dùng tí nhan sắc của mình để tiến thân. Cái loại như cô ấy, giữ lại ở công ty, không sớm thì muộn cũng gây họa thôi. Cô... Đủ rồi, không cần phải đôi co nữa. Vừa hay là giám đốc Đức cũng đang đến đây tìm tôi. Cứ để cho anh Đức nói rõ mọi chuyện là được mà. À, cậu đến rồi đây à? Xin chào, tôi đưa mẹ tôi đi mua sắm, tiện thể qua thăm cậu luôn. Từ hôm cậu cưới đến giờ chưa có dịp qua thăm cậu lần nào cả. Hợp đồng đã vừa tái ký rồi mà, vậy nên có rất nhiều cơ hội để gặp nhau. Chào chào bác ạ. À đấy, sẵn tiện nhắc về chuyện ký hợp đồng, tôi có một vài điều muốn góp ý với cậu. Cô Lan đây có đến nhà tôi muốn xin ký hợp đồng. Cô ấy tưởng mẹ tôi là một người giúp việc nên có thái độ rất khinh thường, không tôn trọng mẹ tôi. Tôi rất là giận. Cậu có chuyện như vậy sao? Nhưng mà bù lại thì có cô Dương đây, rất là hòa nhã, lịch sự với mẹ tôi. Vậy nên tôi đã quyết định ký hợp đồng với công ty của cậu. Nhưng mà tôi phải góp ý thật với cậu, đó là lần sau tuyển chọn nhân sự vào công ty thì ngoài những người có năng lực ra, cậu cũng phải ưu tiên một chút đến những người có đạo đức nữa. Được rồi, việc này nhất định tôi sẽ lưu ý. À, quên chưa giới thiệu với cậu, đây là Dương, vợ của tôi. Thì ra cô Dương đây là vợ của cậu à? Bảo sao tôi cứ thấy quen quen, hóa ra là đã gặp trong đám cưới rồi mà lúc ấy tôi không nhớ ra. Cậu chọn thật là khéo, vợ cậu làm cô gái tốt. Dạ vâng, bọn cháu cưới nhau được một thời gian nhưng mà cô ấy không thích ở nhà, cô ấy lại thích đi làm cơ. Xong rồi lại còn đòi cháu là phải giữ kín thân phận, không được tiết lộ ra ngoài. Vậy nên gặp khá nhiều chuyện rắc rối ạ. Cô Lan, từ ngày mai cô ở nhà đi, không cần đi làm nữa. Chủ tịch, tôi biết lỗi rồi ạ. Tôi xin anh cho tôi một cơ hội được không ạ? Cơ hội? Tôi đã cho cô rồi. Đáng lẽ ra ngay từ lúc mà cô ức hiếp vợ của tôi ấy, tôi đã đuổi việc cô ngay. Nhưng mà tôi không muốn nghĩ rằng là việc công trả thù riêng, cho nên cô mới ở đây đến tận giờ này đấy. Nhưng mà trong công việc, cô làm tôi quá thất vọng rồi. Tôi không còn lý do gì để giữ cô lại nữa cả. Chủ tịch, tôi đã quyết định rồi. Cô đừng phí lời nữa, xuống phòng nhân sự và làm thủ tục đi. Còn Đức này, mấy khi cậu đến công ty của tôi xin phép được mời cậu và bác xuống phòng tôi để uống trà nhé. Được thôi, mình đi thôi mẹ. Hôm nay vẫn tăng ca à? Em mới làm việc lại nên là còn nhiều thứ em cần phải học hỏi lắm. Thế sao không hỏi anh luôn? Có phải là nhanh hơn không? Cảm giác mà mình tự tìm tòi, tìm hiểu ra mọi thứ ấy, cũng rất là hay. Em thấy em rất là thích trạng thái của mình bây giờ. Mỗi ngày ngủ dậy em đều cảm thấy là mình tràn đầy năng lượng. Công nhận là từ khi em đi làm lại, anh thấy em cười nhiều hơn và có vẻ là hạnh phúc hơn đấy. Lúc trước ấy, ngày nào em cũng ở nhà đợi anh tan ca. Rồi cho đến khi mà anh đi xã giao này, hoặc là tăng ca, em ở nhà em thấy buồn lắm, lại còn suy nghĩ lung tung nữa. Từ khi mà đi làm lại thì em thấy đầu óc của mình thoải mái hơn rất nhiều, cũng cảm thấy vui vẻ nữa. Chỉ cần em thấy vui thì em làm bất cứ điều gì anh cũng đều sẽ ủng hộ hết. Cảm ơn anh nhá, em yêu anh nhất. Nhưng mà sao? Nhưng mà em làm gì thì làm, không được bỏ bê anh đâu đấy. Bây giờ em suốt ngày tăng ca như vậy, cứ để cho anh ngủ một mình thôi, buồn chết đi được. Anh này chẳng biết xấu hổ rồi. Thôi, bây giờ muộn rồi, vào đi. Anh làm gì đấy? Bỏ em ra, kìa. Gì? Vâng, anh đừng coi em như là trẻ con nữa, em sẽ về đúng giờ mà. Vâng, em đặt xe rồi, anh yên tâm nhá.
Lâu lắm rồi mới quay trở lại. Thật sự là nhớ quá. Loại con gái sống thủ đoạn, đê tiện lừa tiền đàn ông như cô, không xứng đáng để tôi gọi là người yêu. Đừng tới tìm gặp rồi dụ dỗ tôi đưa tiền cho cô nữa. Tôi và cô coi như chấm dứt, hiểu chưa? Nhìn rõ là xinh xắn, ngoan ngoãn, thế mà đúng là không thể nhìn bề ngoài mà biết lòng dạ con người được. Thằng nhóc nhìn như kiểu là côn đồ, nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, nên em phải bỏ ra chỗ khác. Anh nhắc lại nhá, anh đã đứng trước mặt cô ta rõ ràng nói thế này: loại con gái sống thủ đoạn, đê tiện lừa tiền đàn ông như cô, không xứng đáng để tôi gọi là người yêu. Đừng tới tìm gặp rồi dụ dỗ tôi đưa tiền cho cô nữa. Tôi và cô coi như chấm hết, cô hiểu chưa? Sao em thấy anh nói thế đủ ngầu chưa? Ngầu, anh trai của em là nhất định là phải cun ngầu ấy. Nhưng mà nói xong là không được buồn đâu đấy nhá. Anh của em xứng đáng có một người tốt hơn ở bên cạnh. Cố lên. Ô, xe đến rồi. Ô, xe tới nơi rồi. Ô, này này, cô làm cái gì đấy? Xe tôi đặt mà. Này, xe này là xe tôi đặt. Cậu muốn đi thì đặt xe khác mà đi. Ô, lạ nhờ. Cái xe này tôi đặt trước rồi nhá. Mời cô đi ra ngoài. Xe này là xe tôi đặt, tôi đứng đợi ở đây nãy giờ. Đàn ông thanh niên trai tráng, đừng có cái kiểu giành xe với phụ nữ như thế nhá. Cô nói cái gì đấy? Hả? Đi ra ngoài. Tôi không đi. Xe này là xe tôi đặt, việc gì tôi phải đi. Bác tá hay đi thôi. Khoan đã. Đây là xe tôi đặt. Tôi nhắc lại một lần nữa nhá, mời cô đi ra ngoài. Cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc? Em trai tôi nhá, nhìn có đầu gấu hơn cậu còn phải nghe tôi răm rắp. Cái gì? Bác tá hay đi thôi, tôi bội lắm rồi. Bác tài ơi, kiểm tra số điện thoại là xe đi. Đây, 0851 này, 357638 này. Về Hoàng Mai nhá. Sao? Thế bây giờ đã biết ai là người gọi xe chưa hả? Thì lúc nào mà cũng báo mình một câu, đáng ghét xấu hổ quá. Tôi không biết là mình bị hủy xe, chứ tôi không có ý tranh giành xe với cậu đâu. Mà dù sao thì cũng trên cùng một đường. Cậu lấy đi một mình hay là cho tôi đi chung nhá. Tôi không thích, mời cô ra ngoài. Đằng nào thì cậu cũng đi một mình mà. Đi như thế thì phí chỗ ra, lại tôi sẽ xe tiền cùng cậu. Tôi không cần nhá. Đi ra ngoài đi, nhanh lên. Ôi thôi chúng em ơi, cho cô ấy đi cùng đi. Chứ chỗ này khó bắt xe lắm. Mình đàn ông nhường nhịn chị em một tí nhá. Bác Tài nói chuẩn. Bác Tài nói đúng đấy. Đúng là chuẩn mẹ. Thế gì? Thế ý cô là tôi không chuẩn men đấy à hả? Không phải. Cậu rất men, rất men. Thôi rồi, lên xe đi. Quý giải, nhìn hai người tướng phu thê phết đấy nhỉ. Gặp nhau tình huống này dễ thành đôi lắm đấy. Không bao giờ có chuyện đó. Đấy, cách nói chuyện giống nhau. Thôi mình đi nhá. Bác Tài ơi, còn bao lâu nữa thì mình đến nơi ạ? Khoảng 45 phút nữa nhá. Khi nào tới thì tôi bảo. Vâng. Mình phải cẩn thận với cậu ta mới được. Ô, cái cô này mới đó mà đã ngủ được rồi à? Đúng là không có tí liêm sỉ nào. Ngồi dậy đi. Có chuyện gì ấy? Động đất à? Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không có ý mà. Xin lỗi anh, tại lúc nay tôi ngủ say quá, không biết. Tránh xa tôi ra. Mong là sẽ không ảnh hưởng đến anh. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Bực mình thật đấy. Vừa mới về nước đã gặp phải cái loại người đấy rồi. Đen đủ thật chứ.
Alo em đây. Anh đang làm gì vậy? Em vừa về tới công ty. À, anh có việc quan trọng, không đi đón em được. Em về tới công ty là tốt rồi. Vâng, thế bao giờ anh đến công ty vậy? Em rất nhớ anh. Cô ta là cái thá gì mà định với tới với anh Đức chứ? Anh Đức là của tôi, vị trí con dâu tương lai của chủ tịch tập đoàn SVM này phải là của tôi, chứ không phải cái loại tầm thường như cô. Vâng, em nhớ rồi mà, anh đừng lo. Anh cứ lo công việc đi. Bây giờ em cũng phải vào công ty để có việc gấp. Gặp anh sau nhá. Được rồi, khi nào rảnh anh sẽ lao đến gặp em ngay. Anh có người yêu từ khi nào vậy? Không thấy anh kể gì cả. Chú ấy, chú sắp có chị dâu rồi. Mà này, lo kiếm người yêu đi, rồi ổn định. Bố là lo cho chú lắm đấy. Vậy sao? Tất nhiên rồi, chú là con trai cưng của bố, lo tập trung vào công việc, còn về điều hành công ty chứ. Thôi, em chả thích đâu. Ở nhà có anh chăm lo công ty, vậy đủ rồi còn gì. Em thích tự do hơn, không muốn bận tâm quá nhiều về công ty đâu. Vậy là chú không có ý định về tiếp quản công ty à? Bố sẽ trách đấy. Anh thương em nhất cơ mà, đúng không? Sau này khi nào mà chơi chán rồi ấy, em sẽ về nhà anh chỉ bảo cho em sau, được không? Tất cả hiện tại bây giờ anh quản lý đang rất tốt mà. Thôi được rồi, khi nào cần cứ bảo anh một câu, anh sẽ sắp xếp. Vâng. Mà anh này, bây giờ em muốn mình đi dạo như ngày xưa để ngắm cảnh được không? Được, anh em mình đi dạo. Ui, chị Dương, may quá chị về rồi. Sao thế? Cậu báo tôi là có việc gấp, làm việc gì vậy? Chuyện là cái hợp đồng chị bảo em mang sang bên công ty Hoàng Ngân để ký ấy, thì kế toán bên đấy họ gọi cho em, họ bảo là sai về thông số. Mà con số sai sót không nhỏ đấy chị ạ. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng là tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi mới đi công tác cơ mà. Nhầm đấy, lẫn sao được? Chị xem đi, đấy. Đây là bản chụp kế hoạch bên kế toán gửi cho em này. Sao lại có thể như vậy được nhỉ? Rõ ràng là tôi đã kiểm tra rồi. Để tôi lên kiểm tra file mẫu. Alo Nam à, bây giờ chị chuẩn bị đi công tác rồi. Chị vừa làm xong hợp đồng với bên Hoàng Ngân, lát nữa em qua công ty lấy bản chị in sẵn để trong hộp tủ ấy. Em mang qua cho họ ký giúp chị nhá. Ok, cảm ơn em. Để tôi xem lần này cô bị xử lý như thế nào. Không ngờ mới chỉ có 2 năm thôi mà tất cả mọi thứ thay đổi nhiều quá. Ngày xưa chỗ kia toàn cây à, chẳng có nhà cửa gì cả. Bây giờ cũng khác rồi, cả con đường này nữa anh ạ. Tất cả mọi thứ đều khác. Này, em có muốn uống cà phê như ngày xưa không? Thích rồi cô ấy. Anh nhớ mà, ngày xưa chú rất thích uống cà phê và đi dạo nữa. Dạ vâng, vậy thì anh mua giúp em nhé. Đợi anh một chút nhé, anh biết có một quán mới mở gần đây, uống khá là ok đấy. Vâng. Ơ, sao bản nghề của anh ấy lại cô ta? Chẳng lẽ là người yêu của anh ấy à?
Không thể nào. Loại con gái sống thủ đoạn, đê tiện lừa tiền đàn ông như cô không xứng đáng để tôi gọi là người yêu. Đừng tới tìm gặp rồi dụ dỗ tôi đưa tiền cho cô nữa. Tôi và cô coi như chấm dứt, hiểu chưa? Chẳng lẽ anh ấy không biết cô ta là người như thế nào sao? Không thể được rồi. Không thể để cho anh ấy quen một người như cô ta được. Nhưng mà phải nói với anh Đức thế nào đây? Đây rồi. Em sao thế? À, đây là bạn gái của anh. Nếu không có gì thay đổi, sắp tới sẽ là chị dâu của chú đấy. Mà hơn chú 2 tuổi ấy. Anh này, anh đã tìm hiểu kỹ về chị ấy chưa? Anh đã tìm hiểu kỹ rồi. Là một người thông minh, hoạt bát, hóm hỉnh, nói chung là có cá tính. Nhưng mà có chắc chắn là như vậy không? Tất nhiên, cô ấy vào làm ở công ty mình, tự lực phấn đấu lên chức trưởng phòng, được mọi người rất quý mến. Hôm nào tiện, anh sẽ sắp xếp để hai chị em gặp nhau làm quen. Bởi tính cách của anh ấy, thì một khi đã cho cái gì là đúng, thì sẽ không bao giờ nghe lời ai. Và mình càng nói, anh ấy lại càng phản đối. Không được, mình phải nghĩ cách để anh ấy nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Anh này, em có ý tưởng này. Em nói đi. Hay là từ ngày mai em vào công ty đi làm nhé. Vừa mới lúc nãy nói với anh là muốn tự do, muốn đi chơi, bây giờ lại muốn vào công ty làm. Vâng. Được rồi, vậy thì anh sẽ sắp xếp cho em vị trí. Thôi, em muốn làm nhân viên bình thường và không muốn ai biết rằng em là con trai của chủ tịch hay là em trai của anh. Em muốn bắt đầu từ nhân viên bình thường, từ vị trí nhỏ nhất, để có thể hiểu thêm về công việc ở công ty của mình. Em nói sao cơ? Em chào chị. Chị ơi, đây là nhân viên mới của phòng kinh doanh mình và được giao cho chị hướng dẫn ạ. Cậu là nhân viên mới sao? Dạ vâng, là em thưa chị. Em là nhân viên mới, có gì mong chị chỉ bảo và giúp đỡ. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà biết lòng dạ con người được. Nhìn hai người tướng cụ thể phết đấy nhỉ. Gặp nhau tình huống này dễ thành đôi lắm đấy. Không bao giờ có chuyện đó. Cô ta là cái thá gì mà định với tới với anh Đức chứ. Anh Đức là của tôi. Vị trí con dâu tương lai của chủ tịch tập đoàn SVM này phải là của tôi, chứ không phải cái loại tầm thường như cô. Sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng là tôi đã kiểm tra rồi. Để tôi xem lần này cô bị xử lý như thế nào. Anh có người yêu từ khi nào vậy? Không để anh kể gì cả. Chú ấy, chú sắp có chị dâu rồi. Sao bản nghền của anh ấy lại cô ta? Chẳng lẽ là người yêu của anh ấy à? Đây là bạn gái của anh. Nếu không có gì thay đổi, sắp tới sẽ là chị dâu của chú đấy. Bởi tính cách của anh ấy, thì một khi đã cho cái gì là đúng, thì sẽ không bao giờ nghe lời ai. Và mình càng nói, anh ấy lại càng phản đối. Không được, mình phải nghĩ cách để anh ấy nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Em nói sao cơ? Hay là từ ngày mai em vào công ty đi làm nhé. Cậu là nhân viên mới sao? Dạ vâng, là em thưa chị. Này, cậu làm sao mà thuyết phục được bên đối tác hủy hợp đồng cũ và làm lại bản hợp đồng mới chứ? À, giám đốc bên Hoàng Ngân với mình đã quen biết nhau từ nhỏ rồi, nên là mình mới gặp may mắn như vậy. Nếu như mà anh ấy không phải là một người tốt ý, thì mình cũng không biết phải làm sao nữa. Cậu đúng là may mắn thật đấy. Nhưng mà mình cũng nghĩ mãi, rõ ràng là có người đang muốn hãm hại mình, nhất định mình phải tìm ra người này. Thế cậu đã điều tra được ai chưa? Vẫn chưa. Mình có xem lại camera, nhưng mà chẳng hiểu sao nhá, camera hôm đó lại bị trục trặc nhưng không xem lại được. Nhưng rốt cuộc người đó là ai chứ? Tại sao lại làm vậy với mình? Mình nhất định phải tìm ra. Mình cũng mong là cậu có thể tìm được cái kẻ 5 lần 7 lượt hại cậu như vậy. Có thông tin gì thì bảo mình nhá. Lan này, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ và động viên mình. Có một người bạn thân như cậu thật là tốt. Cậu nói gì vậy chứ? Tớ phải cảm ơn cậu vì trước đây cậu không chê tớ nghèo mà vẫn làm bạn với tớ chứ. Lại còn giúp đỡ tớ nhiều nữa. Thật sự tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Đây cũng là lý do mà mình kéo cậu về đây làm đồng nghiệp với mình đấy. Mà thôi, mình vào chỗ làm việc đi. Bạn thân với con khỉ ấy, cái gì mày cũng hơn tao.
đến người yêu của mày cũng bị tao cướp. Nhất định tao sẽ không để mày như ý muốn đâu. Nhân viên mới sao? Em chào chị. Chị ơi, đây là nhân viên mới của phòng kinh doanh mình và được giao cho chị hướng dẫn ạ. Cậu là nhân viên mới sao? Dạ vâng, là em thưa chị. Em là nhân viên mới, có gì mong chị chỉ bảo và giúp đỡ. Hai người đó quen nhau sao? Nếu như đối tác chưa có kế hoạch để làm truyền thông thì chúng ta cần lên kế hoạch từng bước một cho chiến dịch truyền thông đó, bao gồm các giai đoạn và mục đích đạt được. Kể ra cô ta cũng là người có tài đấy chứ. Nhưng mà đáng tiếc, bạn là thứ đàn bà không ra gì cả. Nhưng mà cả ngày hôm nay không thấy ai gọi cho cô ta là sao nhỉ? Bước thứ 3 là thúc đẩy khách hàng tiềm năng của nhãn hàng tương tác đặt câu hỏi. Cái người mà đàn ông hôm trước gọi điện thoại với chị là ai vậy? Cậu hỏi làm gì? Bạn trai của chị à? Chị có yêu anh ta không? Sao tôi phải trả lời cậu chứ? Học thì không lo học đi, cứ hỏi linh tinh. Đừng nói là vì chuyện ở trên chiếc taxi hôm trước mà cậu thích tôi đấy nhá. Chị sao? Không phải gu của tôi. Với cả tôi không hề có nhu cầu làm phi công. Ý cậu dám chê tôi là bà già à? Hả? Cái này là chị nói đấy nhá. Cậu dám. Mình theo dõi cô ta mấy ngày rồi, không thấy cô ta lộ bản chất xấu xa của mình. Đáng ghét. Anh Đức, anh quá đáng lắm. Tôi nhất định sẽ không để hai người được như ý đâu. Cuối cùng thì mình cũng làm xong việc. Phải thưởng cho mình một cái gì đấy ngon ngon mới được. Mà không biết giờ này anh ấy ngủ chưa nhỉ? Sao từ lúc ở công ty ra đến giờ mình cứ cảm thấy là có ai đi theo dõi mình ấy. Mình phải tập bình tĩnh, phải nhanh trí mới được. Sao anh ấy lại không nghe máy chứ? Là tôi. Toàn, sao lại là cậu? Chân tay của tôi đau quá, chị thật là. Tôi không cố ý, tại vì tôi tưởng cậu là tên biến thái theo dõi tôi từ giờ trò xấu, vậy nên tôi mới phòng thân thôi. Cậu sao không? Mà sao cậu lại đi theo tôi vậy? Tôi đi theo để bảo vệ chị chứ sao nữa. Chị là con gái một thân một mình, đi làm về đêm hôm nguy hiểm, tôi phải đi theo bảo vệ chứ. Bảo vệ tôi nhá? Đúng là như vậy đấy. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thôi được rồi, để tôi dìu cậu về. Chị nhẹ tay thôi có được không? Mà chả hiểu kiểu gì, chị như kiểu là sao chổi đen đủ hay sao ấy. Cứ gặp chị là tôi gặp chuyện thôi. Mệt ghê. Sao chổi hả? Tính ám sát người ta đấy à? Cho chừa đi. Lần sau thử nói linh tinh nữa xem. Cậu sống ở đây một mình à? Nhà của cậu đẹp thật đấy. Tôi sống một mình thôi. Cậu sống một mình? Cậu sống một mình lâu chưa? Mới thôi. Tôi mới về nước, muốn sống một mình cho thoải mái. Ra là vậy.
Cậu có nghe thấy gì không? Nghe cái gì là nghe cái gì? Nãy giờ toàn nghe tiếng của chị không? Bỏ em ra đi mà. Này nhà bên. Bỏ em ra mà. Nghe trộm là phạm pháp đấy. Nhà bên có đánh nhau. Tôi nghe tiếng một cô gái gào thốc thảm thiết luôn. Chị nói cái gì? Đúng rồi. Đúng là có đánh nhau rồi. Nhưng mà đấy là chuyện nhà người ta mà, kệ đi. Không được, chúng ta phải sang giải cứu cô gái đấy. Không thể nào mà thấy chết không cứu được. Nhất định là bạo lực gia đình rồi. Nhưng mà tôi với cậu hai người, hai đánh một, không cho tí que. Đi. Thật tình là xấu hổ quá đi mất. Thế chị còn trách ai? Ai mà chị góng hao ngớt. Tự nhiên đi nghe lén chuyện nhà người ta. Bây giờ thế này là tôi không dám nhìn mặt họ đây này. Xấu hổ chết thì được. Thì ai mà biết được là họ đang anh với nhau chứ. Ê, chị kinh nghiệm đầy mình như thế vậy mà không biết á. Vô lý. Ai nói là tôi kinh nghiệm đầy mình? Không có đâu nhờ. Tôi chẳng biết thừa rồi. Hôm gọi taxi ấy, tôi nghe hết cuộc điện thoại của chị rồi. Hóa ra là anh hiểu lầm chuyện hôm đó à? Hôm đó chỉ là tôi chỉ cho anh họ tôi cách nói chia tay sao cho ngầu thôi mà. Ai mà tin chị được. Không tin thì thôi, tôi đi về. Đây. Chuyện gì thế này? Nụ hôn đầu đời của mình. Thế nào? Công việc có vất vả quá không? Hay là để anh... Công việc rất tốt anh ạ. Em thích nhìn hiện tại hơn. Cứ để cho em đi lên bằng chính năng lực của mình. Đúng là em trai của anh. Anh luôn ủng hộ em. Mà này, thế cái việc tìm cô bé ngày xưa thế nào rồi? Không sao đâu anh ạ. Cứ để em tự lo cũng được. Có cần anh giúp gì không? Không cần đâu anh ạ. Anh đã vất vả gồng gánh công ty từ khi bố làm việc đến giờ đã bao nhiêu năm nay rồi. Còn chuyện của em cứ để em tự lo đi. Anh tôn trọng ý kiến của em. Mà anh này, anh thật sự thích Dương sao? Đúng vậy. Anh đã quyết định chị dâu tương lai của em sẽ là Dương. Em sao thế? Hình như có vẻ em không thích Dương. À không, không có gì đâu. Em chỉ hỏi vậy thôi. Em có chuyện muốn nói với anh. Tối nay mình gặp nhau một chút nhé. Không hiểu là cô ta đi đâu mà cả ngày nay không thấy đâu nhỉ. Điện thoại cũng để ở văn phòng. Alo. Cậu là ai? Cô Dương có đó không? Đưa máy cho nó giúp tôi. Là giọng của người hôm đó. Con gái sống thủ đoạn, đến điện lừa tiền đàn ông như cô, không xứng đáng để tôi gọi là người yêu. Đừng tới tìm gặp rồi dụ dỗ tôi đưa tiền cho cô nữa. Tôi và cô coi như chấm dứt, hiểu chưa? Alo, nói gì đi chứ? Anh là ai vậy ạ? Hỏi Dương có việc gì không? Tôi là anh trai nó. Còn cậu là ai? Nó đâu rồi? Sáng nó bắt tôi, chiều đem tài liệu quan trọng tới cho nó, mà đứng chờ suốt 2 tiếng đồng hồ rồi, không thấy đâu cả. Cậu bảo nó, tôi về đây, mặt xác nó đấy. Nếu như là tài liệu quan trọng, vậy thì cô ta không thể nào coi là trò đùa được. Cô ta đang ở đâu cơ chứ nhỉ? Có ai không? Cứu tôi với. Hình như có tiếng ai đang kêu cứu à? Cứu tôi với. Có người ở trong kho lạnh sao? Là cô sao? Cô ở đây sáng giờ à? Trời đất, cô sắp dành thực phẩm đông lạnh rồi đấy. Tôi kìa. Anh đi sẵn không nghe máy ta. Chắc kiếp trước tôi nợ cô, nên kiếp này mới phải trả đây. Mà may cho cô đi nhá, là tôi đến kịp đấy.
Bác sĩ bảo rồi, muộn một tí nữa thôi là cô nguy á. Chuyện gì thế này? Nụ hôn đầu đời của mình. À! Tỉnh lại đi. Mày nghĩ gì vậy hả Toan? Hey. Anh Đức lạ nhỉ, vẫn không thấy nghe máy. Anh ấy... Anh Đức, con mình đi học bị ức hiếp đấy. Chúng nó nói là con mình không có bố, hay là anh... Bây giờ chưa phải lúc, để khi khác nhé. Nhưng mà... Anh đã nói với em, bây giờ chưa phải lúc. Đừng để anh phải nhắc lại một lần nữa, nếu không đừng có trách anh đấy. Vâng, em biết rồi, em sẽ không nhắc nữa ạ. Tốt, chỉ cần em ngoan và biết điều thì gì anh cũng chiều, hiểu chứ? Vâng ạ. Mình cứ tưởng anh trai mình bị cô gái đó lừa nên mới giả vờ làm nhân viên mới để thử lòng, không ngờ người lừa gạt tình cảm lại chính là anh trai của mình. Toàn ơi là Toàn. Tôi biết phải làm thế nào mới đúng đây. Cậu thích tôi đấy à? Tôi... Anh Đức, không như anh nghĩ đâu. Chuyện này... Bỏ đi! Anh Đức, anh vừa nói cái gì đấy hả? Em không thấy sao? Cô ta là bạn gái của anh, nhưng mà vẫn dụ dỗ em. Vậy mà em còn bênh vực cô ta được à? Anh nói cái gì vậy? Cô cũng giỏi lắm, biết Toàn là em trai tôi nên cố tình tiếp cận nó. Cô lừa đảo giỏi thật đấy, suýt chút nữa tôi đã bị cô lừa rồi. Anh câm đi! Anh Đức, rõ ràng tất cả mọi lỗi là do anh, tại sao anh lại đẩy sang cô ấy? Em nói cho anh biết, nếu như anh không trân trọng cô ấy thì em sẽ thật sự cướp cô ấy đi đấy. Cái gì cơ? Khốn kiếp, cô dám phản bội tôi. Tao nhất định sẽ không để mày tiếp quản chức chủ tịch. Tao không để cho ông ta kịp nói với mày, tao là con nuôi. Vậy là Toàn chính là em trai của anh Đức sao? Tại sao cô lại ở đây? Em tình cờ tới đây thôi ạ. Chính cô là người đã gửi những bức hình thân thiết của họ sang cho tôi, phải không? Không ạ. Vậy những trò này cũng là do cô bày ra, đúng chứ? Tôi nghe đây. Sao cơ? Người đã hãm hại Dương, bị nhốt vào kho chính là... Được, tôi biết rồi. Anh Đức, sao anh nhìn em ghê vậy? Cô cũng thủ đoạn lắm, nhưng mà cô dám qua mặt tôi, dám bày trò để cho tôi và bạn gái sắp cưới của tôi hiểu lầm. Cô có biết tại sao cô không bao giờ bằng được Dương không? Anh Đức, em... Biết rồi thì thu dọn đồ, rời khỏi công ty, tự lo cho cuộc sống của mình đi. Và nếu như cô nói chuyện của tôi ra ngoài, cẩn thận đấy, đừng có trách tôi.
Anh dám vì cô ta mà bỏ rơi mẹ con tôi sao? Được, tôi cũng chẳng còn gì để mất cả. Ví này cô ta làm rơi sao? Cô bé này cuối cùng đã tìm được cô bé ấy rồi. Alo, tôi nghe đây. Cậu là Toàn, con trai của chủ tịch Kim đúng không? Dạ vâng, đúng là tôi ạ. Có chuyện gì vậy? May quá, cuối cùng thì tôi cũng tìm được cậu rồi. Có một chuyện mà tôi cần phải cho cậu biết với giám đốc Đức. Có chuyện gì thế? Anh tôi làm sao? Cậu ấy không phải là con ruột của chủ tịch. Sau khi mà biết chuyện đã hại chủ tịch bị tai nạn nằm viện sống thực vật để hòng giữ kín bí mật, cậu ấy đã muốn cướp cái công ty, cướp vị trí chủ tịch của cậu. Ông vừa nói cái gì cơ? Tôi sẽ cho người gửi tài liệu mật đến cho cậu. Chỉ mong là cậu tìm lại được công lý của chủ tịch. Cả đời của ông ấy đã rất vất vả mới có được công ty đấy. Cậu sao thế? Cũng tại cậu, tại cậu mà tôi ra đông nỗi này đấy. Cậu nói cái gì cơ? Là tôi quen anh Đức trước, tôi còn có con với anh ấy cơ. Anh ấy hứa với tôi, sau một năm tiếp quản chức chủ tịch, anh ấy sẽ cưới tôi và đưa mẹ con tôi về. Nhưng mà cũng tại cậu xuất hiện mà anh ấy thay đổi. Tôi hận cậu. Cậu nói sao? Bé Vi là con của anh Đức. Tất cả là do cậu. Để xem khuôn mặt xinh đẹp này của cậu mà bị chai axit này hủy hoại thì sẽ như thế nào nhá? Anh ấy sẽ không còn lưu luyến gì cậu đâu. Anh Toàn, cậu bị ngốc à? Tại sao lại nhảy vào cứu tôi chứ? Không sao, không sao đâu. Toàn ơi, hãy nể tình chúng ta là anh em, tha cho anh lần này đi. Anh nhất thời tham lam nên mới đến giờ phút này rồi. Mà anh còn nói anh với em sao? Anh đối xử với người từng kêu mang anh và nuôi lớn anh như vậy à? Tất cả những hành vi độc ác của anh có bằng chứng đủ cả rồi đấy. Cả anh và cô ta phải chịu tội trước pháp luật về hành vi độc ác của mình đi. Đưa anh ta ra ngoài. Toàn, bỏ ra, bỏ ra. Cậu không sao chứ? Để tôi bôi thuốc cho cậu. Chị hãy lo cho tôi đi. Không phải là thích tôi, sao phải liều mạng như thế chứ? Nếu như mà tôi thích chị thật thì có được không? Đương nhiên là được rồi. Cậu bị ngốc à? Ôi giời ơi! Chết tôi! Thằng chó chết nào làm bẩn xe tao này! Xe này của anh à? Tôi xin lỗi nhá. Vừa rồi tôi hơi bất cẩn cho nên... Bất cẩn cái con khỉ ý. Đừng có nói nhiều! Mau trả tiền đền lại sơn xe cho tao! Sơn nó chỉ dính lên bánh xe của anh thôi mà. Anh cứ đi mài đường vài hôm là nó hết mà. Với cả anh nhìn kỹ lại mà xem, vết sơn nó cũng nghệ thuật phết đấy chứ. Hay là anh cứ để đấy đi cũng ok mà. Mày đang gợi đòn đúng không? À, cái thằng nhà quê mặt hạng này. Tao nói là đền tiền, tiền. Tôi không đền đấy, thì làm sao nào? Cái vết sơn nó chỉ dính vào bánh xe thôi mà. Có làm sao đâu mà tôi phải đền. Ôi giời ơi, đúng là cái thứ nhà quê mặt hạng như mày, đếch biết gì về chơi xe cả. Thôi được rồi, để tình cái đầu óc hạn hẹp của mày, ông không bắt đền nữa. Không đến lúc lại bảo dân tri thức như tao đi kỳ kèo từng đồng một với thằng nhà quê như mày.
Nực cười thật đấy. Sao lại có mấy cái loại người coi những cái vật dụng vô tri này như con của mình, cứ cho mình cái quyền là lên mặt miệt thị những người nhìn thấp kém hơn mình à? Mày nói gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Thích đền chứ gì? Ok, đền luôn. Này, mà ngày đủ chưa? Hả ký ông Thanh Lịch? Ơ, tặng này mày! Này anh! Tôi thấy anh mới nhận chức chủ tịch không lâu, vậy mà bây giờ đã gây sự đánh nhau bồng bột như này rồi à? Này, cô là ai đấy? Tại sao lại biết tôi? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là Đức đứng ngoài kia. Tôi là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc và có quay lại rồi đấy. Hay là anh muốn tự nhiên chủ tịch nổi lên một sự căng đan? Đấy là gây sự với người Sơn rồi đánh nhau. Hai người được lắm. Nhớ mặt tôi đấy. Lần sau đừng để tôi gặp lại. Chủ tịch cũng chỉ là con người, có hơn nhau cái gì đâu nhở. Việc gì phải gây sự. Tổng biên nhở? Cảm ơn cô nhé. Ban đầu tôi định xin lỗi đồng hàng rồi, nhưng mà anh ta thái độ kiểu khó chịu quá, cho nên tôi mới như vậy thôi. À, sẵn tiện đây thì cô đi mua giúp tôi thùng sơn mới được không? Bây giờ tôi phải chạy qua bên nhà xuất bản có việc gấp. Thế nhá, tôi cảm ơn trước. Này, tôi đi đây. Anh cứ cầm cái cây chổi sơn ngắm mãi để làm gì thế ạ? Chị à? Cô vào từ khi nào đấy? À, dạ, em có gõ cửa nhưng mà không thấy anh trả lời. Em đoán là anh đang nghĩ vẩn vơ cho nên là tự mình vào luôn ạ. Mà cô vừa hỏi tôi cái gì cơ? À, em vừa mới hỏi là anh cầm cái cây chổi sơn để làm gì? Không lẽ anh muốn đổi nghề ạ? Đâu, yêu cầu của một khách VIP thôi. Là muốn tôi viết một cuốn sách về đề tài thợ sơn. Bảo sao hôm trước anh lại cầm thùng sơn rồi làm đổ lên xe nhà người ta. Hóa ra là anh muốn đi thực tế, trải nghiệm để viết sách ạ? Đúng là chỉ có cô hiểu tôi thôi. Nhưng mà cô vào đây làm gì đấy? Chẳng lẽ để hỏi tôi mỗi như vậy thôi à? Tí nữa thì em quên. Dạ thưa anh, đây là báo cáo của việc xuất bản sách tháng này. Anh xem qua rồi duyệt cho em ạ. Được rồi, để tôi xem. Dạ thưa anh, còn một chuyện nữa. Đấy là có một người đến tìm anh, bảo là muốn anh viết sách cho quán cà phê sách của họ ạ. Cái đó thì cô đi đàm phán giúp tôi đi. Dạ, nhưng vị khách này... Sao thế? Dạ thưa anh, đây là thông tin của vị khách đấy. Em lấy được ở quầy lễ tân, mới xem qua. Là cái vị chủ tịch mà hôm bữa cô bảo đấy à? Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Vậy giờ làm như nào hả anh? Tôi bận mất rồi. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Đúng là cái tòa soạn chết tiệt. Đã không mời được ly nước đàng hoàng, rồi còn bắt ông đây phải ngồi đợi, sau đó báo bận. Tức chết đi mà. Hôm nay anh về sớm đấy ạ. Này, em lại ngồi viết đây à? Em đâu có. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không cấm em đọc sách này kia, nhưng những cái chuyện viết lách như thế này anh cấm triệt để, hiểu chưa? Nhưng mà em chỉ viết một chút thôi mà. Anh đã nói là cấm tuyệt đối. Em nghe không hiểu? Hay là để anh xé hết cái đống này đi, lúc đấy em mới ngấm câu nói của anh hả? Thôi, để em dọn hết chỗ này được chưa ạ? Tốt nhất là làm nhanh lên, và đừng bao giờ để anh nhìn thấy cái cảnh tượng này thêm một lần nào nữa. Kia không phải là anh Toàn, là biên kịch mà mình hâm mộ bấy lâu nay sao? Đúng là anh ấy thật rồi. Mình có nên nhân cơ hội này lại gần xin chữ ký anh ấy không nhỉ? Cuối cùng đã nghĩ ra rồi. Em đang nhìn anh đấy à? Là fan hâm mộ của anh đúng không? Em lại đây ngồi đi. Cứ đứng như vậy mãi thì anh nói chuyện với em sẽ bị mỏi cổ, còn em sẽ bị mỏi chân đấy. Như vậy được được anh. Đừng ngại, em lại đây ngồi đi. Chà, không ngờ là em lại hâm mộ những tác phẩm mà anh viết tận 6-7 năm trời rồi cơ đấy.
Vậy theo những cuốn mà anh viết, em thích cuốn nào nhất? Anh hỏi như vậy thì như là hỏi khó ấy, em ý. Tại vì nhá, em thấy mỗi câu chuyện trong mỗi cuốn sách anh viết ý, đều có cái hay và ý nghĩa riêng. Để chọn được ý, thì khó lắm anh ạ. Thế thì em cứ chọn đại đi cũng được mà. Nếu vậy thì em sẽ chọn cuốn Đam mê lụi tàn. Tại sao em lại thích cái cuốn mà anh viết hồi anh còn ngây ngô đấy nhở? Cái cuốn đó ấy, tính ra là anh thấy anh viết dở nhất đấy. Thế á? Nhưng mà em vẫn thấy hay mà. Có khi là do nó giống với em hiện tại. Ý em là em cũng đang bị cấm theo đuổi đam mê giống như cô bé Di trong đó à? Em cũng đang muốn tham gia viết sách giống như cô bé Dư à? Dạ vâng. Nhưng mà chẳng hiểu sao anh trai em cứ thấy em đụng đến viết lách là dễ anh đạch lên ấy. Tại sao lại thế nhở? Theo như anh thấy cái nghề này bây giờ ấy đang là khan hiếm đấy. Nhưng bố mẹ anh nhá còn bắt anh phải theo nghiệp sách bằng được cơ đấy. Vâng, em cũng không biết nữa. Lúc em đọc sách thì không thấy anh ấy hề hấn gì. Nhưng mà thế mà em đụng vào viết lách ấy là anh ấy cứ như là bỏ tót thêm màu đỏ vậy. Nhưng mà thật sự em thấy rất là thích viết. Mà này, sao bên mang tai của em có vết gì mà dài vậy? Trông như vết sẹo ấy. À, đây là do một lần em đi tình nguyện liên quan đến viết sách ấy, em bị tai nạn. Ờ, thế có phải vì cái lý do này mà anh trai của em cầm đoán không? Không phải như vậy đâu. Tại vì ngay từ trước đấy, anh ấy đã cấm em viết rồi. Hôm đó em phải tìm cách trốn mãi mới đi được đấy. Thế tính ra là cũng lạ nhỉ? Mà thôi, em phải đi về đây. Nếu không ấy, anh trai em không thấy em đâu. Lại bảo em là hay đi lung tung, rồi mắng em nữa. Em về cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Mù à? Chạy kiểu gì đấy? Đường thì rộng mà. Em có sao không? Em không sao ạ. À, thằng khốn này. Mày dám lợi dụng để sàm sỡ em gái tao à? Đứng yên đây. Anh không phải đâu, anh hiểu lầm rồi. Là em bị ngã thôi. Ngã? Ngã mà lại ôm ấp nhau tình tứ thế kia. Anh đứng từ xa nhìn thấy hết rồi. Thằng khốn này, mày thấy em gái tao xinh đẹp, mày không kìm hãm được thú tính, mày định giở trò đúng không? Ông cho mày một trận. Em đau quá. Thằng khốn, mày làm gì để em gái tao đau bụng thế này à? Không phải. Em đau dạ dày. Em đau bụng, em muốn đi vệ sinh. Anh đưa em về với. Được. Thằng khốn này, ông cho người xử lý mới sao? Đi thôi. Tính ra là mình còn chưa kịp giải thích gì luôn á. Chết tiệt. Bên đó lại từ chối anh một lần nữa. Xem ra họ đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh đây mà. Bên nào vậy ạ? Còn bên nào nữa? Chính là cái bên tòa soạn mà anh muốn thuê để viết sách cho quán cà phê sách của cái Dương. Sao hôm nay em nảy số chậm thế? Mà sếp ơi, em có thắc mắc một điều như này. Rõ ràng là có rất nhiều người khác, có rất nhiều nhà văn khác cũng ok lắm, nhưng mà tại sao sếp chỉ chọn cái tòa soạn chảnh chọe kia? Là vì anh biết trong tòa soạn ấy có người mà con bé hâm mộ. Chính vì thế anh muốn thuê. Chỉ cho con bé cái cảm giác là quán cà phê của nó có sự đóng góp của người đó. Có lẽ con bé sẽ vui hơn. Ra vậy à? Thế là có vẻ như là sếp của mình rất là chiều em gái đúng không ạ? Thế thì sao anh không cho cái Dương nó theo nghiệp viết luôn đi? Nếu như mà anh thấy khó quá không trả lời được thì thôi ạ. Đó là vì bố mẹ của bọn anh đã mất trong một buổi ký sách dành tặng cho fan hâm mộ. Sao cơ? Trước đây bố mẹ của bọn anh là một nhà văn rất nổi tiếng, còn được lên cả truyền hình. Nhưng trong một buổi ký sách dành tặng cho fan hâm mộ, có một fan cuồng quá khích đã làm ra những hành động điên rồ, rồi khiến họ bị thương. Họ đã mất trên đường đi cấp cứu vì mất quá nhiều máu. Năm đó Dương mới chỉ có 10 tuổi thôi. Hóa ra là như vậy. Thảo nào. Đấy có phải là lý do mà anh không muốn Dương theo đuổi nghiệp viết không? Ban đầu anh cũng không định quá khắt khe với con bé vì sợ nó bị tổn thương. Nhưng sau chuyện nó bị tai nạn,
sau buổi tham gia tình nguyện viết sách thì anh không thể nào không cầm nó được. Nếu như mà là em thì em cũng làm như vậy mà. Thực ra anh cũng rất là có khiếu viết lách. Ban đầu anh định theo nghiệp viết giống như bố mẹ anh, nhưng sau khi chuyện họ gặp bất trắc xảy ra, anh sợ rồi. Nhất là đối với Dương, con bé kém anh tận 10 tuổi, còn cả một tương lai phía trước nữa. Dạ chào anh, có phải là anh tới đây để thuê tòa soạn viết sách cho quán cà phê sách của anh đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng mà sao cậu lại ở đây? Điều đấy không quan trọng, quan trọng là anh có muốn bàn bạc tiếp về chuyện thuê tòa soạn viết sách cho quán của anh không? Thì có. Vậy thì mời anh vào trong, đích thân tổng biên tập sẽ bàn bạc với anh. Xem ra là biết điều hơn rồi đấy. Cô đùa tôi à? Tổng biên tập của cô đâu? Mời anh. Này, tổng biên tập kiểu gì mà khách đến không đứng lên chào một câu? Ô, chào anh. Cậu Tôi là tổng biên tập của tòa soạn SVM. Thân hạnh được gặp anh. 80 triệu cho mỗi cuốn sách, dày tầm khoảng 150 trang đến 200 trang. Anh muốn đặt 5 cuốn, vị chi là khoảng 400 triệu. Cái giá nghe có vẻ cũng hợp lý phết nhỉ? Sao thế? Thấy giá cao quá nên sốc à? Tôi nói thật, tôi chẳng thiếu gì ngoài tiền. Nếu mà ngay từ đầu cậu biết điều thì tôi còn ra giá cao hơn nữa cơ. Nhưng theo tôi thì cái giá đó vẫn còn thấp lắm. Cậu nói sao cơ? Bây giờ nhá, anh sẽ cùng đi với tôi đến một chỗ này. Tôi nghĩ là khi đến đó xong rồi ấy, anh sẽ có một cái suy nghĩ khác. Anh sẽ ra một cái giá hợp lý hơn cho tác phẩm mà anh muốn tôi viết cho em gái của anh. Cậu là người làm dịch vụ, cậu không chiều khách thì thôi, lại yêu cầu khách phải chiều theo ý mình à? Thế bây giờ anh có muốn tôi viết sách cho em gái của anh nữa hay không? Mình đi thôi. Đến rồi. Có chuyện gì thì cậu nói mau đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Anh đọc qua đi. Cứ làm theo lời mà tôi nói. Tôi chỉ muốn rằng anh sẽ có được một cái giá mà không bị thiệt cho chính anh thôi. Cậu đây là cho tôi xem trước bản nháp của tác phẩm để định giá hợp lý hơn đấy à? Cậu cũng có tâm đấy. May mà tôi đã xem qua, chứ với lối văn ngây ngô trẻ con như thế này. Đây này, câu chẳng ra câu, từ chẳng ra từ, cái gì mà mẹ em làm rất giỏi. Văn trẻ con đấy à? Như vậy mà cậu cũng nổi tiếng được? Cậu đùa tôi chắc? Thì đó đúng là văn của trẻ con viết mà. Và toàn bộ những chữ ở trong đó ấy đều được gõ y nguyên lại từ những câu từ của những bạn nhỏ từ 8 đến 15 tuổi. Và tất cả những bạn nhỏ đó đều có một đặc điểm chung. Anh biết là gì không? Là gì? Là các bạn ấy sẽ khó sống để đến tầm tuổi như anh và tôi. Và mỗi ngày các bạn ấy đều phải trải qua những cơn đau bởi căn bệnh ung thư quái ác ở trong người. Hy vọng có thể giảm nỗi đau cho các bạn. Mỗi tháng hoặc là theo từng quý, tôi đều dành ra ít nhất là 4 ngày cho đến 2 tuần để làm những buổi viết sách thiện nguyện chữa lành cho các bạn ấy. Khi mà các bạn ấy được thả hồn vào những cuốn sách, được thả hồn vào những câu chữ mà không bị giới hạn bởi những cơn đau, các bé đều cảm thấy rất vui. Và còn vui tới mức mà muốn tôi là ngày nào cũng qua cùng các bạn ấy. Anh xem đi. Gì đây? Đây là em gái của anh. Mày không nhận ra à? Sao cậu lại có ảnh em gái tôi? Tối qua khi mình ngồi lục lại album với những ảnh mà tôi đi thiện nguyện lúc trước, thì tôi vô tình phát hiện tấm ảnh này. Và dường như là em gái của anh từng đăng ký thiện nguyện trong chương trình của tôi. Chưa bao giờ con bé lại cười tươi như thế cả. Vậy sao? Vậy có thể là do cô ấy chưa được sống với đam mê của mình chăng? Anh Đức ạ, cuộc sống này ấy mà, có những điều mà không ai mong muốn, nhưng mà đôi khi
cuộc sống đã an bài rồi thì mình tránh cũng khó mà được. Như anh thấy đấy, các bé bây giờ phải chịu đựng những cơn đau mà chẳng có ai thể hiểu được, và chính các bé. Nhưng mà khi được đắm chìm vào niềm vui, đam mê và sở thích thì dường như những cơn đau như vậy chẳng thấm là gì cả. Đúng không anh Đức? Dương đang nói chuyện gì về tôi với cậu à? Tôi có biết gì đâu. Ngày hôm đó cô ấy vô tình ngã vào tôi, chưa kịp nói gì cả thì anh đã vào đó và lôi cô ấy đi rồi. Và tóm lại thì điều tôi muốn là cái giá mà anh đưa ra ấy không chỉ đơn giản là tiền trao cháo múc. Tôi hy vọng rằng bản thân anh cũng sẽ có được niềm vui chân thật khi mà anh làm điều đó cho em gái của anh và cả bản thân của anh nữa. Bây giờ tôi hỏi anh nhé, khi mà anh yêu ai đó rất thật lòng, yêu bằng cả tính mạng, mà lại có người khác liên tục muốn tìm cách để hãm hại người anh yêu, thì anh thấy sao? Đương nhiên là tôi sẽ trả thù nếu như có thể. Đúng vậy, đam mê của một người mà bị như vậy thì cũng chẳng khác là bao đâu. Thế nhá, bây giờ anh cứ từ từ đọc hết những tác phẩm này đi. Khi nào mà anh cảm thấy ok rồi ấy, thì hãy liên hệ với trợ lý của tôi để đưa ra một cái giá phù hợp nhất. Còn bây giờ tôi xin phép đi trước đây, tôi có việc bận rồi. Sao bỗng dưng càng ngày ý tưởng của con bé càng trở nên tiêu cực thế nhỉ? Đam mê của một người mà bị như vậy cũng không khác thế là bao. Anh về từ lúc nào thế ạ? Anh cho em xin lại nó đi. Em xin anh đừng đốt nó. Em biết em sai rồi. Em, đó là những ý tưởng mới lạ của em. Nó sẽ không được thành hình hài, nhưng mà em tiếc công sức của em. Anh làm ơn cho em xin lại nó đi ạ. Anh bảo này, từ giờ em đừng viết tay như thế này nữa, sẽ mỏi tay lắm đó. Dạ vâng, em biết lỗi rồi, em sẽ không viết nữa. Em... Bình tĩnh đã, nghe thật kỹ những lời anh nói này. Anh nói với em là từ giờ em đừng viết tay như thế này nữa, sẽ rất mỏi tay đấy. Anh nói thế ý là sao ạ? Anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã có những hành vi cư xử không đúng mực với em. Dạ. Anh mới đăng ký cho em đi học ở một lớp ngắn hạn dành cho những nhà văn chuyên nghiệp. Đầu tuần sau em đến lớp điểm danh rồi đi học luôn nhé. Anh nói là anh đăng ký học gì cho em cơ ạ? Là lớp đào tạo ngắn hạn dành cho những nhà văn chuyên nghiệp, cô nương ạ. Nghe rõ chưa? Sao thế cô nương? Vui quá đấy à? Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không sao. Nếu như muốn cảm ơn anh thì việc đầu tiên em cần phải làm đấy là đừng có viết tay như thế này nữa, chứ xả rác ra nhà anh dọn mệt lắm. Chúc mừng em gái của anh, hôm nay đã ra mắt được tác phẩm đầu tay, lại còn tự mở cho mình được một quán cà phê sách như thế này. Nhất em rồi đấy. Chứ không phải là anh xây riêng để tặng em à? Chúc mừng fan hâm mộ thành công nhất của anh. Chúc em buôn may bán đắt và viết văn càng ngày càng mắt tay nhé. Cảm ơn anh. Trông kìa, có idol ở đây là tít mắt cả lên. Quên mất là anh còn ở đây à? Thế không định cảm ơn anh đúng không? Em cảm ơn vô cùng cảm ơn anh trai đẹp trai của em, như vậy được chưa? Phải rồi, chuyện này còn phải cảm ơn cậu Toàn. Nhờ có danh tiếng của cậu mà mới ngày đầu khai trương khách đã kéo đến ùn ùn, vừa đọc sách vừa thưởng trà. Đâu có đâu, là do em gái của anh xinh cho nên mới nhiều khách đấy ạ. Chà chà, xem ra em gái của mình không chỉ được idol viết sách tặng mà còn chuẩn bị lên xe hoa với idol cũng nên ấy nhỉ. Ô kìa, anh chỉ biết nói linh tinh thôi. Này, thái độ thế với anh lại không cho lên xe bây giờ. Mà Toàn này, hình như là cậu chuẩn bị triển khai dự án từ thiện những con chữ chữa lành, phải không? Dạ vâng, sao anh biết ạ? Có gì mà không biết, cái cô trợ lý của cậu mà suốt ngày chuyện đó không quan trọng ấy.
vừa mách lẻo với tôi đấy. Này, có gì cho hai anh em tôi xin hai chân tình nguyện nhé. À, thì hóa ra là anh Đức đây hình như là muốn đi cửa sau đúng không ạ? Xem ra là cậu Toàn không muốn nhỉ? Việc này thì bây giờ dù muốn hay không muốn ấy, thì cũng phải đồng ý thôi. Bởi vì có ai đó mắt sáng rực hết lên rồi kìa. Tốt lắm. Này, đến lúc ấy nhớ phải chăm chỉ chụp hình cho em gái tôi nhiều vào nhá. Dạ vâng, chuyện này là chuyện nhỏ thôi ạ. Được rồi, kéo dài thời gian giúp tôi nhé. Thêm 15 phút nữa tôi sẽ tới nơi ngay. Anh Toàn, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Giờ tôi đang rất vội và trời đang rất nắng nữa. Để tối nhé. Tôi cũng không có ý định dài dòng với anh đâu. Tôi chỉ muốn biết địa chỉ mới của nhà anh Đức ở đâu thôi. Tôi không biết mà. Rồi cô yên tâm đi. Khi nào xong việc tôi sẽ bảo Đức liên hệ với cô sau. Bây giờ tôi đi ạ, tôi đang rất vội. Tôi mặc kệ cái vội của anh. Nếu như hôm nay anh không nói cho tôi biết ý, thì anh đừng hòng rời đi. Không, thật là tôi đã bảo là tôi không biết rồi. Thằng Đức là bạn của tôi thôi, chứ có phải là bố của tôi đâu mà tôi biết được. Thôi cô đi ra đi. Thì cứ coi như là anh không biết đi cũng được. Nhưng mà anh sẽ có cách để mà biết đúng không? Hôm khác thì có thể, nhưng mà nay thì không, tôi đang rất vội. Tôi biết là anh không thương tôi, nhưng mà anh cũng phải thương đứa bé trong bụng của tôi chứ. Tôi chỉ muốn nó có đầy đủ tình thương của bố và mẹ thôi mà. Như thế có gì là sai à? Kìa cô đừng có nói như vậy. Tôi cũng đâu có bắt anh làm gì quá đáng đâu. Tôi chỉ muốn con tôi được gặp bố nó thôi mà. Thôi được rồi, thế này nhá. Bây giờ cô lưu số tôi vào đi, xong rồi nháy máy qua. Khi nào xong việc tôi sẽ gọi cho cô. Tôi chỉ ngu một lần để đàn ông các anh lừa thôi. Bây giờ tôi lấy số của anh, xong rồi anh chặn số tôi thì làm sao? Anh đừng có mơ. Cô cứ yên tâm đi, tôi nói là tôi sẽ làm cơ mà. Tôi có gây thù chuốc oán gì với cô đâu. Ghi đi. Dừng lại. Dừng lại. Sao? Anh đi em đâu mà không chịu đổ bỏ đúng không? Em nói vậy là có ý gì? Anh có phải... Có phải hôm nay nếu mà không có tôi ở đây ý, thì anh sẽ bỏ mặc cô gái này cùng với đứa con trong bụng của cô ấy đúng không? Cô yên tâm, hôm nay có tôi ở đây nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Nghĩa là em cố tình chặn xe anh lại rồi làm anh ngã? Đúng vậy đấy. Đúng là loại đàn ông tồi. Làm bạn gái có bầu rồi định cút ngoài chi phong à? Đừng có mà mơ nhá. Này, mọi chuyện không phải là như thế đâu. Cô yên tâm, có tôi ở đây rồi, cứ để tôi xử lý. Tôi sẽ bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Thật đúng là, đã vội thì chớ. Anh nói cho em biết nhá, anh không liên quan đến cô gái này. Và cái thai của cô ấy không phải là của anh. Người ta đã tìm đến tận đây rồi mà anh còn nói như thế à? Tôi nói cho anh biết nhá, đàn ông ý, dám làm thì phải dám chịu. Cô ơi, cảm ơn cô đã giúp tôi. Thế nhưng mà, anh ấy nói đúng đấy. Đứa bé trong bụng không phải là của anh ý đâu. Rõ ràng lúc nãy tôi nghe thấy cô bảo là anh ấy hãy thương lấy cô và thương lấy đứa con trong bụng cô mà. Thì đúng là tôi có nói những lời đấy. Thế nhưng mà tôi chỉ là đang xin địa chỉ mới của nhà anh Đức từ phía anh ấy mà thôi. Nói như vậy nghĩa là đây không phải là bố của đứa nhỏ à? Tôi vừa bị ngã xe rồi. Mau đến khu nhà tôi đi, nhanh lên nhá. Sao nào? Bây giờ thì em đã biết ai mới là chủ của cái thai rồi chứ. Anh bảo với em rồi còn gì, anh không liên quan đến cô gái này. Giờ thì hay rồi, đối tác với cả làm ăn cái gì nữa cơ chứ. Em xin lỗi, tại vì em nhìn thấy cô gái này đáng thương quá. Với lại nếu mà là người khác trong hoàn cảnh của em thì không ai là không nghĩ giống em đâu. Anh thật là quá thất vọng đấy. Quen biết nhau lâu như vậy rồi mà anh không ngờ em lại nghĩ anh là người như vậy. Lời xin lỗi của em anh không đồng ý. Anh đúng là nhỏ nhen thật. Thôi được rồi, thế bây giờ ấy, em phải làm thế nào thì anh mới tha thứ cho em? Nhỏ nhen á? Thế anh hỏi em nhá, là vì ai mà anh lỡ mất buổi làm ăn với đối tác quan trọng? Với cả vì ai mà tay anh không cử động được? Bây giờ cái xe máy cũng hỏng luôn rồi. Vậy bây giờ em sẽ đưa anh vào viện. Tiền viện phí em trả hết, em sẽ chăm sóc anh cho đến khi anh lành lặn. Như vậy đã được chưa? Cũng tạm được. Đồ ăn em nấu xong rồi. Em đã dọn ra bếp. Anh ra ăn đi. Khi nó ăn xong ấy thì cứ để bát ở đó, mai em qua em sẽ rửa. Còn số điện thoại ấy, thì chiều hôm qua anh có rồi.
em đang ở trong khu này nên em sẽ không thất hứa đâu. Nhưng mà tay phải bác sĩ không cho cử động, mà tay trái thì anh không quen, bây giờ anh làm sao được? Phải làm sao nhỉ? À, hay là em lấy cho anh chiếc thìa nhá, dùng thìa sẽ dễ hơn dùng đũa. Dễ hơn đâu mà dễ hơn, dùng thìa xúc rau với cả xúc thức ăn khó lắm, anh làm sao mà ăn được? Hay là em bón cho anh được không? Không được, bây giờ em phải đi rồi. Hơn nữa, anh lớn như vậy rồi, em còn bón cho anh thì nghe kỳ lắm á. Số anh khổ quá. Đã mất một khách VIP bị chớ, mất bao nhiêu là tiền, rồi còn lại bị thương đúng tay phải nữa. Chả lắm ăn được gì, ăn uống rồi còn tắm rửa nữa chứ, không biết làm kiểu gì đây. Thôi được rồi, vậy để em bón cho anh ăn nhá. Nhưng mà chỉ bón cho ăn thôi đấy, còn những việc khác em không biết đâu đó. Vậy là được rồi, bây giờ vào ăn cơm nhé, anh đói lắm rồi. Anh Toàn ơi, hình như nhà có khách này. Em ra mở cửa giúp anh với. Chào cô là... Đấy, cậu xem có cái nào cậu cần không thì cậu cứ tìm nhé. Tôi đang rửa tay một xíu. Cậu đang vẽ ai thế? Nhìn rất lạ, hình như không phải là... Tất nhiên là phải lạ rồi. Cô gái này là tuần trước mình gặp ở sân bay, cho nên mình đang vẽ lại chân dung cô ấy theo trí nhớ của mình. Ý cậu là cậu thích người ta chỉ vì một lần gặp thoáng qua ở sân bay? Ừ, mình sẽ tìm hiểu xem là cô ấy đã có người yêu hay gia đình chưa. Nếu như mà chưa có thì mình sẽ theo đuổi cô ấy. Chúc cậu may mắn nhé. Tôi là bạn gái của anh ấy. Nghe nói anh ấy bị thương và phải hủy cuộc hẹn với khách hàng, nên tôi đến đây chăm sóc anh ấy. Còn cô là... Tôi chính là người khiến anh ấy bị tai nạn, nên tôi đưa anh ấy từ bệnh viện về đây. Anh ấy vì cứu tôi mà như vậy nên tôi... Thôi, không sao đâu. Cô không cần phải lo lắng gì cả, chắc là chỉ là sự cố thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Vậy cảm ơn cô. Có bạn gái chăm sóc thì tôi yên tâm rồi. Tôi xin phép.
ai đang ở đầu dây bên kia đấy. Sao đấy? Em không lưu số của anh à? Hôm qua em vừa hứa lên hứa xuống với anh là sang nhà anh nấu cơm cho anh ăn cơ mà. Sao hôm nay đến trưa rồi mà chả thấy ai vậy? Anh Toàn à, tôi xin lỗi, tôi có việc bận nên phải đi sớm. Tôi xin phép tắt máy. Anh nghĩ như vậy, sao không ở trên nhà đi, còn xuống đây đi linh tinh làm gì? Ra đây ý, nhỡ có xe nào chạy ẩu, lại va vào anh thì sao? Anh mà không xuống đây, thì làm sao mà gặp được em? Rõ ràng em bảo với anh là lo bữa sáng bữa trưa cho anh, kết cục là anh đợi từ sáng đến giờ đói mèo cả bụng. Anh đừng có điều. Rõ ràng bạn gái của anh bảo là lo cho anh từ đêm qua đến sáng nay, xong còn chu đáo làm cả đồ ăn sáng lẫn đồ ăn trưa cho anh. Anh định kiếm cớ gì với em à? Anh làm gì có người yêu hay bạn gái gì đâu. Rõ ràng là cô gái chiều hôm qua đến nhà anh là bạn gái của anh. Chính cô ấy giới thiệu với em là bạn gái của anh mà. Ý em là Lan á? Ôi, khổ thân anh thế. Toàn có tiếng mà chẳng có miếng thôi. Lan đối với anh chỉ là bạn bè thôi, không hơn không kém. Nhưng rõ ràng lúc sáng nay em đến, cô ấy vẫn ở nhà anh còn gì. Không, anh đuổi về tối qua rồi, sáng nay mới lò dò qua thôi. Nhà anh có phải là ai muốn ở lại qua đêm cũng được đâu. Vậy là anh vẫn nói dối em. Rõ ràng là cô ấy vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho anh rồi còn gì. Nhưng mà mấy cái đồ ăn ngoài ấy, anh ăn không quen. Nó không ăn bằng đồ ăn của em nấu, cho nên anh không động đũa. Hay là em cho anh qua nhà em để ăn trực nhá. Không được, nhà em. Nếu như mà em ngại ấy, thì qua nhà anh nấu ăn cho anh đi. Tay anh chắc cần một tuần nữa là khỏi rồi. Thì em qua nấu cho anh hết một tuần thì thôi. Với cả tay anh bị thế này là do ai chứ. Thôi được rồi, em chỉ nấu ăn cho anh một tuần thôi nhá. Cảm ơn cô, thời gian vừa qua đã chăm sóc anh Toàn. Anh ấy vừa ăn uống đầy đủ hết rồi nên cô không phải nấu nữa. Cô đã vất vả nhiều rồi, sắp tới chúng tôi sẽ đi du lịch với nhau, không phiền đến cô nữa nhá. Không có gì. Vậy tôi xin phép về trước đây. Thì ra là cô lừa tôi trước say Toàn, để Dương nhìn thấy và hiểu nhầm à? Đúng đấy, thì sao nào? Bây giờ tôi mới thấy được bộ mặt nham hiểm của cô. Anh đừng có mỉa mai tôi. Cái mặt của anh chắc đẹp đẽ lắm đấy nhở. À mà nghe nói anh sắp về ra mắt nhà bạn gái mới giàu có đúng không? Nếu như mà cô ấy biết tình sử oanh liệt của anh thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô... Được lắm, được khốn nạn. Tôi chỉ giúp cô nốt lần này thôi. Tốt nhất đừng có để lộ ra, chạm chết chúa cũng băng hà đấy. Mình sao lại nghĩ đến anh ta rồi? Rõ ràng là anh ta có bạn gái rồi. Mình còn nhớ đến anh ta làm gì chứ? Dương ơi, em có nhà không? Anh gọi điện mà không được. Dương ơi! Mấy ngày không thấy em qua, anh sợ em bị ốm. Anh qua nhưng mà em không có nhà. Anh mua loại bánh ngọt mà em thích nhất. Khi nào về thì gọi lại cho anh nhé. Rõ ràng là mình xác định từ bỏ rồi. Vậy mà tại sao những hành động của anh ta đều khiến mình cảm thấy cảm động chứ? Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp mình đưa My đi bệnh viện. Thật may mắn vì cô ấy đã gặp được cậu. Không có gì đâu. Nếu như là người khác thì người ta cũng sẽ giúp My thôi mà. Hơn nữa giữa tôi và cậu mà cô ấy còn đang mang thai con của cậu nữa. Cô ấy và đứa bé sao rồi? Bác sĩ bảo tạm thời thì ổn rồi, nhưng vì cô ấy lo lắng, suy nghĩ nhiều quá nên đã không giữ được đứa bé. Như vậy là cũng may rồi.
Nhưng mà sao cậu không ở nhà chăm lo cho cô ấy đi, mà lại chạy qua đây làm gì? Cậu lại tính chạy trốn nữa đấy à? Không phải đâu. Khoảnh khắc đứng ở giữa phòng cấp cứu, tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho My. Tôi thực sự sợ cảm giác mất đi cô ấy và đứa nhỏ. Tôi đã cầu xin cô ấy tha thứ để được ở bên cạnh hai mẹ con. Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Đúng là già già bố trẻ con rồi đấy. Thế sao không chăm sóc cho cô ấy đi, mà lại chạy qua đây ăn vạ tôi? Thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu nhưng lại... Có gì thì cậu cứ nói đi. Làm sao mà cứ vòng vo hơn cả phụ nữ thế? Tôi đã giúp Lan làm một số chuyện mà khiến Dương phải hiểu lầm. Cậu có nhớ buổi tối hôm chúng ta sang nhà cậu uống rượu không? Khi cậu say, Lan đã dàn cảnh hai người đang ôm nhau thắm thiết và rồi Dương xuất hiện. Cậu thật là... Hơn nữa, Lan còn giới thiệu với Dương cô ấy là bạn gái của cậu. Vậy nên, Dương đã nghĩ rằng cậu là kẻ bắt cá hai tay. Còn tôi cũng vì bất đắc dĩ, Lan lôi chuyện tôi ra mắt nhà người yêu rồi địa chỉ ra để uy hiếp. Tôi xin thề là tôi không cố ý. Tôi cũng không hiểu là Lan bị làm sao nữa. Mà đã rất nhiều lần tôi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy rồi cơ mà. Tôi biết mình phải làm gì. Khi nào gặp Dương, tôi sẽ kể cho cô ấy toàn bộ sự thật. Tôi biết cô ấy chính là người mà cậu vẽ trong tranh. Tôi không muốn vì chuyện của tôi mà làm đứt đoạn tình cảm của cậu. Anh hẹn em ra đây là để... Là để giải thích về mối quan hệ của anh và Lan đúng không? Sao em đã biết rồi? Thì em đã nghe anh Đức, bạn của anh, nói hết rồi. Vậy thì em... Chẳng phải là hôm nay em vẫn ra đây gặp anh đấy thôi. Dương này, anh có bức tranh này muốn tặng cho em. Bức tranh này anh vẽ là dựa trên trí nhớ của anh khi mà lần anh gặp em á. Nhưng không phải hôm đó mình gặp nhau tay anh đang bị đau sao? Làm sao mà vẽ được? Không phải đâu, mà anh đã gặp em vào nửa tháng trước tại sân bay rồi. Sau khi gặp em xong, anh về nhà và đã dùng 2 ngày để vẽ bức tranh này đấy. Dương này, em nhận tranh của anh rồi thì em đồng ý làm người yêu của anh nhá. Nào, nhẹ nhàng thôi. Anh vừa mới khỏi tay xong thôi, bây giờ anh mà phải đến bệnh viện nữa là em không chịu trách nhiệm luôn đấy. Thực ra anh có một bí mật này, nhưng mà em phải hứa với anh là em sẽ không giận anh thì anh mới nói cho em biết. Chuyện gì vậy? Người lớn thì mà cứ như trẻ con thế. Tắc tèn, thực ra tay của anh chẳng bị làm sao cả. Anh cố tình làm nũng với em thôi. Đây là kết quả chụp của anh đấy. Anh nhắm hiểm rồi đấy. Từ giờ về sau em sẽ không tin lời anh nữa. Thì anh phải làm như vậy thì mới được ăn cơm của em nấu chứ. Tôi cảnh cáo cô, đừng ngay việc cướp giật sắp cưới của tôi lại. Nếu không đừng trách tôi đấy. Lan! Lan, tôi hỏi cậu nhá, ai là chồng sắp cưới của cậu? Tôi cảnh cáo cậu, dừng toàn bộ những hành động trước đó của cậu lại đi. Nếu không á, đừng trách tôi đấy. Nhưng mà tôi quen cậu trước cô ta, sao cậu không chọn tôi hả? Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, nhưng mà là do cậu cố tình không chịu thừa nhận thôi. Đừng tưởng là tôi không biết. Tôi muốn làm gì thì làm, thích làm gì thì làm. Từ bây giờ trở đi ấy, nếu như cậu vẫn còn ngoan cố, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Và cậu nên nhớ một điều này, dự án công ty gia đình của cậu là tập đoàn của tôi đang đầu tư vào. Nhớ kỹ điều này nhé. Mất hết rồi.
Ê, cho ai xuất cơm mang về? Ơ, mày điếc à? Tôi nói là tôi muốn có hai suất cơm mang về, nghe rõ chưa? Anh ra lệnh cho ai đấy? Tôi nói cho anh biết nhé, tôi cũng là người đàng hoàng, chứ không phải là này gì kia. Với cả anh không thể nào nói chuyện lịch sự hơn, hay là có chủ ngữ, đại từ xưng hô hơn à? À, cái thằng này, tao nhắc để cho mày nhớ, mày chỉ là phục vụ ở một quán phát cơm từ thiện thôi, mày lấy tư cách gì để lên lớp tao? Đúng là tôi không có quyền lên lớp với anh, nhưng mà tất cả mọi người đến đây xin cơm ấy đều có một thái độ rất tôn trọng và biết ơn đấy. Bực mình thế không biết, đã dính việc gấp rồi còn dính cái quả hay bắt mẻ. Này, anh vừa phải thôi nhá, từ sáng đến giờ quán này chưa phát cơm cho ai đâu, anh là người đầu tiên đấy mà lại gây sự như vậy à? Này, thế bây giờ quán này có định phát cơm không? Tôi nói là tôi muốn có hai suất để mang về. Đây, thế không biết cảm ơn à? Thì mày bảo tao đi nhanh còn gì nữa, tao chỉ thực hiện đúng như lời mày nói thôi. Cái bụng này lại rắc rối rồi. Chào em gái, em đến ăn cơm à? Xin lỗi, em chỉ là... Thôi, không sao đâu, em đừng ngại nhá. Ai mà chẳng có lúc khó khăn cơ chứ. Chắc là em đang đói rồi đúng không? Đây. Cảm ơn anh ạ. Em đừng khách sáo nhá. Ơ, hay là em đang gặp chuyện gì đúng không? Vào đây ngồi tạm đi đã. Mới bị sa thải khỏi công ty bởi vì cắt giảm nhân sự. Em còn một chút tiền, nhưng mà không may lúc nãy em vừa bị cướp mất rồi. Được rồi, bây giờ em cứ bình tĩnh nhá, rồi mình sẽ từ từ nói chuyện với nhau và tìm cách giải quyết được không? Bây giờ em không có việc làm, không còn tiền nữa, nhà trọ thì hết tháng này mà không có tiền đóng thì em bị đuổi ra ngoài đường rồi. Bây giờ em chẳng khác gì là ăn xin đấy. À, anh có một đề nghị thế này. Hay là từ ngày mai em đến đây làm việc nhá. Hàng tháng lương của em sẽ là 5 triệu cộng thêm đồ ăn miễn phí nữa, được không? Thật đấy. Em được vào đây làm việc sao anh? Nhìn mặt anh có giống đùa không? Hơn nữa, đây là quán cơm từ thiện mà, ở đây chỉ có cho đi và yêu thương thôi. Em cảm ơn anh, đại ơn đại đức của anh. Em không biết là làm cách nào để báo đáp được anh nữa. Không có gì đâu. Vậy thì từ ngày mai em sẽ tới đây làm việc nhá. Làm lâu ấy. À đây rồi. Mày vào thay đồ nhanh nhanh đi, tao còn về đợi mày nãy giờ ấy, nhà bao việc. Thì tao cũng có việc của tao mà, mày đừng có giục. Bây giờ tao đi thay đây. Nhanh lên đấy. Sao chỉ có mỗi 3 triệu thế này? Tưởng con nhỏ này giàu lắm chứ. Ui giời ơi, điện thoại này mà gọi là điện thoại thông minh á, đổ xe cần hen thì có. Thế này thì làm sao mà đủ tiền? Bác sĩ, bệnh tình của bạn gái tôi thế nào ạ? Mặc dù là kết quả không hay, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Hiện tại thì bạn gái của anh đang được chẩn đoán là ung thư dạ dày ở giai đoạn 1. Sao ạ? Tôi bị ung thư sao? Có phải là tôi sắp chết rồi không? Em sẽ không sao đâu, đừng lo lắng. Anh Nhà nói đúng rồi đấy. Vẫn còn một cái may nữa là mình đã phát hiện bệnh sớm, nó mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi. Cho nên nếu như mà mình tập trung để cứu chữa thì chắc là vẫn sẽ có hy vọng. Em thấy không? Bác sĩ bảo vẫn còn cơ hội mà. Không sao đâu. Anh ơi,
Bây giờ em chỉ còn anh là chỗ nương tựa duy nhất thôi. Anh đừng bỏ em nhé. Em đừng lo, anh sẽ lo lắng, sẽ chăm sóc. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho em. Đừng lo nhé. Cảm ơn anh. Chỉ có mỗi anh là thương em nhất thôi. Cơ hội kiếm tiền dễ dàng lên đến 100 triệu đồng. Sao mình cứ thấy ảo ma Canada thế nào ấy nhỉ? Hôm nay có gì mà vui thế hả cô em? Em cũng được coi như là một người trong nghịch cảnh gặp may mắn đúng không? Ừ. Bị đuổi việc nhưng mà tình cờ lại được anh giúp đỡ. Thế em định trả ơn anh thế nào đây? Cái này đợi khi nào được nhận lương em sẽ mời anh đi ăn một bữa thật ngon. Như vậy được không? Anh Toàn ơi, dầu ăn sắp hết rồi. Anh ra ngoài mua giúp em được không? Được rồi, anh đi ngay đây. Dừng này. Hay là em đi mua đồ với anh đi. Nếu mà em đi thì không qua nhà rau. Đôi khi mình cần phải đi ra ngoài để mà hít thở không khí một chút chứ. Với cả chủ quán ấy cũng dễ tính mà. Chỉ cần mình cùng đi cùng về, xong rồi đúng giờ phát cơm là được mà. Đi. Vậy được. Thế thì chúng ta đi một chút rồi về ngay nhá. Ừ. Vừa nãy em mua đủ đồ chưa? Em mua đủ rồi. Mà đầu bếp ý bảo mua dầu ăn, sao anh mua thêm nhiều thế? Anh phải mua thêm nhiều chứ. Phòng trường hợp mà lúc nấu lại thiếu ấy, người ta lại bảo mình đi mua thêm đấy. Mà này, trời nóng quá, hay là tìm quán cà phê nào mình mua nước uống đi. Ý tưởng hay đấy, em cũng đang khát quá. Đi. Này, hôm nọ anh bảo tôi là có chuyện tốt, kiếm ra được nhiều tiền. Là chuyện gì đấy? Bây giờ như thế này nhá. Bên chúng tôi ấy là một bên tổ chức về hiến nội tạng. Mà cụ thể thì là mua thận người khỏe mạnh để thay cho người đang bị bệnh về thận, hiểu chưa? Thế bây giờ các người bắt tôi đi bán thận à? Không được đâu, như thế là phạm pháp, đi tù cả lũ đấy. Ui giời ơi. Thế bây giờ anh bảo có việc gì vừa kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều mà lại không phải đi vay, thế thì chả bán thận là cái gì? Chúng mày ác lắm. Giờ tao bán thận rồi, sau này ai đảm bảo tính mạng cho tao? Ui giời ơi. Ngay từ đầu đã nói rồi, đây là hợp tác, hai bên cùng có lợi, có ai ép anh đâu. Thế bây giờ có làm không? Không bán gì? Thì thôi, làm mất thời gian của nhau quá. Mà tôi nhìn anh, chắc cũng chả phải hạng người tốt đẹp gì. Làm giang hồ lại còn sợ phạm pháp. Ôi. Khoan. Tôi đồng ý. Đấy. Ngay từ đầu nói luôn như thế, phải đỡ mất thời gian của nhau không? Vòng vò mãi rồi. Này, xem rồi ghi thông tin rõ ràng vào đây, ghi đầy đủ vào. Rồi mai tôi hẹn gặp anh ở đây nhá. Ghi đi. Này. Thôi, giờ tôi phải đi, tôi không ở đây lâu được. Mà chuyện hôm nay nhớ bảo mật nhé. Chuyện này mà lộ ra, bọn tôi xử anh luôn. Chính là người hôm trước cướp túi sách của tôi. Mau trả đấy. Đuổi theo. Bắt được mày rồi. Bắt cấp. Lại là mày là con nhỏ này. Mày dai thật đấy. Đúng. Tao ăn cắp đồ của mày đấy. Tao tiêu xài hết rồi. Giờ mày có muốn đòi cũng không được đâu. Anh đừng có mà quá đáng nhá. Bằng mọi giá, hôm nay anh phải trả lại tiền, túi sách và điện thoại cho tôi. Trời ạ.
cái điện thoại cùi bắp đấy. Bán thì chẳng ai mua, mà dùng thì cũng chẳng được. Trong túi thì có mỗi 3 triệu. Kể ra thì mày cũng nghèo y hệt như tao. Anh! Này, cô ấy có giàu hay nghèo ấy cũng chẳng liên quan đến anh. Và điều đó không thể lấp liếm được sự thật là anh là một kẻ ăn cắp. Anh đã lấy cái túi đó, và bây giờ bằng mọi giá anh phải trả lại cái túi đi. Này, học cái kiểu văn vở đâu hay thế. Chỉ cho tao trong học đi. Tao nhớ mày chỉ là một thằng phụ việc ở quán cơm, mà lương phụ việc thì là không đồng. Mày thì cũng có giàu đếch đâu. Anh nói sao cơ? Lương phụ việc ở quán cơm là không đồng á? Vậy tiền lương mỗi ngày 200 nghìn của tôi là ở đâu mà có chứ? Từ từ đã, nghe anh giải thích. Lúc đầu là lương không đồng thật, nhưng mà lúc sau thì trả lại tôi cho tay. Lan, sao hôm nay anh đến trễ thế? Hôm nay anh có chút việc. Thế nào rồi, em đã thấy khỏe hơn chưa? Bác sĩ bảo với em là 3 ngày nữa em phải hóa trị. Nếu chúng ta không có đủ tiền thì sẽ không làm được. Như vậy là em sẽ chết đúng không anh? Không đâu, anh đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. 3 ngày nữa sẽ có đủ tiền cho em làm hóa trị. Vì lý do này mà anh mới đi ăn cướp à? Sao hai người lại đến đây? Sao? Anh làm nhiều chuyện khuất tất quá nên là sợ người yêu của mình biết à? Đơn thuốc gì này? Đây là thuốc trị ung thư đấy. Chẳng lẽ anh ta bị ung thư à? Không phải đâu. Tên bệnh nhân ở trên này là Lan mà. Bọn tôi lần theo địa chỉ bệnh viện trong toa thuốc mà tìm đến đây. Thì ra đằng sau những hành động của anh là cả một câu chuyện buồn như vậy. Anh Đức, bọn họ là ai đấy? Họ nói anh đi ăn cướp có đúng không? Anh trả lời em đi. Có phải là vì anh kiếm tiền chữa bệnh cho em nên anh mới ăn cướp đúng không? Anh đúng là ngốc mà. Anh ta còn làm những việc ngu ngốc hơn nữa cơ. Vì cô ấy mà anh ta đã định bán thận đấy. Cái gì? Bán thận á? Thế rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Anh nói đi chứ. Anh, hai người nhiều chuyện quá rồi đấy. Tại sao biết chuyện tôi định bán thận hả? Mọi chuyện là thế này. Này, em thấy cái tên mà bước ra khỏi quán trước tên cướp này rất là khả nghi. Vậy thì mình về quán để tìm hiểu đi. Chị ơi, chị có biết người đàn ông mặc áo polo màu xanh cầm một tập hồ sơ đi ra ngoài kia lúc nãy là ai không ạ? Nhưng mà hai người hỏi về anh ta làm gì? À, chúng tôi có một người bạn mà hay qua lại với anh ta. Nhưng mà tôi thấy là anh ta không phải người tốt cho nên tôi muốn tìm hiểu. Anh ta tên là Nam, là một người môi giới bán thận. Anh ta thường xuyên đến gặp khách hàng ở đây cho nên chúng tôi biết rất rõ. Nhưng mà băng đảng của anh ta ghê gớm lắm cho nên chúng tôi cũng không dám làm gì cả. Cảm ơn cô nhiều nhé. Điều cô vừa tiết lộ có thể cứu được mạng người đấy. Anh Đức, bọn họ nói có thật không? Họ nói là anh vì tiền hóa trị của em mà anh định bán thận sao? Anh ngốc thật đấy. Em không xứng đáng được như thế đâu. Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự hết cách rồi. Nhìn em bị bệnh như này, anh đau lòng lắm. Thật ra chuyện này không phải là không có cách đâu. Tôi có thể giúp được hai người đấy. Anh nói có cách là cách gì? Chẳng phải anh chỉ là một nhân viên ở quán cơm từ thiện với mức lương không đồng hay sao? Tôi cũng đang thắc mắc điều đó mà chưa có lời giải đáp đây. Chủ tịch Toàn, anh đến đây có việc gì đấy ạ? Đây là người nhà của anh ạ. Chủ tịch á? Mọi người không biết đây là chủ tịch Toàn á? Chủ tịch là người thường xuyên hỗ trợ viện phí cho những bệnh nhân nghèo và đồng thời cũng là người sáng lập ra quỹ từ thiện Từ Tâm. Vậy thì tốt quá. Vậy anh có thể tài trợ cho hai người họ chữa bệnh được không? Được chứ. Nhưng mà với một điều kiện. Anh, thực sự là anh có thể giúp chúng tôi có tiền để chữa bệnh sao? Anh nói đi, điều kiện là gì? Là từ bây giờ,
anh không được phép đi ăn trộm ăn cướp nữa. Và phải từ bỏ ý định bán thận đi. Được, tôi đồng ý với anh. Làm này, vậy là em đã có tiền để chữa bệnh rồi. Này cô ơi, tôi trả lại túi sách cho cô này. Anh hãy cầm lấy số tiền này và lo cho chị Lan đi. Bây giờ tôi đã có chủ tịch tài trợ rồi, số tiền này vẫn nên là trả lại cho cô thì hơn. Chẳng phải là tôi cũng là người được chủ tịch đây tài trợ tiền và công việc hay sao? Số tiền này sẽ có ý nghĩa hơn khi mà giúp được một ai đó, dù chỉ là ít ỏi. Không sao đâu, anh cứ nhận đi. Tôi cảm ơn hai người, ơn này tôi sẽ không quên. Còn anh nữa, không ngờ anh lại có một thân phận là một người giàu có như vậy, còn là ông chủ của em nữa. Cũng có nghĩa là thời gian qua anh chính là người trả lương cho em. Anh sợ em ngại cho nên mới giấu em thôi. Dù là thế nào đi chăng nữa ấy, thì anh cũng là người giúp đỡ em trong lúc mà em gặp khó khăn nhất. Cảm ơn anh. Là chuyện nên làm thôi mà, em đừng khách sáo như vậy. Mà sau này em có dự định gì chưa? Tạm thời em vẫn chưa biết. Hay là trước mắt em cứ đến làm ở quán cơm đi. Vì thời gian tới anh rất bận, và anh thực sự là cần người phụ giúp ở quán cơm. Và em có thể giúp anh được không? Tuân lệnh, thưa chủ tịch. Cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng mà còn tên Nam, cái tên buôn thận ý, thì anh định xử lý thế nào? Em cứ yên tâm đi, anh đã trình báo lên công an hết rồi. Tên đó sớm muộn gì cũng bị bắt và phải vào tù thôi. Bây giờ mình đi về nhá. Anh có sao không? Tôi chết rồi, đôi giày này hỏng rồi. Chắc là em phải đi chân trần về thôi. Không được đâu, em mà đi chân trần á là sẽ bị đau và chảy máu đấy. Để anh cõng em về. Nhưng mà như thế không tiện đâu. Không sao hết, chứ anh không để em đi như vậy được đâu. Lên đi. Về đến nhà rồi chưa cơm?
con mà. Còn có lỗi gì đâu, là do hai vợ chồng nó hỗn láo quá đáng đấy. Vì con nên bác mới bị anh Đức đẩy ngã, mang tiếng là sang chăm sóc bác, vậy mà con cứ gây phiền phức cho bác ấy. Cái con bé ngốc này, có con sang đây ấy, trò chuyện chăm sóc là bác vui lắm rồi. Còn thấy đấy, hai vợ chồng với Lan cứ đi làm về ấy, là mỗi đứa mỗi cái điện thoại cắm mặt vào đấy, thành ra cũng chỉ có một mình bác thôi. Nhưng mà con thấy con đừng có tự trách mình nữa. Người xin lỗi đáng lẽ là phải bác mới đúng. Bác có lỗi gì đâu à? Cái Lan nó như thế cũng là do bác nuông chiều nó. Tuy nó là chị nhưng lại là con gái, cả nhà ai cũng nhường nhịn, thành ra nó mới quen thói. Con đừng để ý những lời nó với cả thằng Đức nói nhá. Dạ vâng, bác yên tâm, con không giận anh chị đâu ạ. Thằng Toàn nhà bác ấy có phước lắm nên mới yêu được con đấy. Tính con như thế nào cả bác cả thằng Toàn đều hiểu mà. Alo anh à, lúc nãy em gọi anh có... Xin lỗi, vừa nãy em gọi anh đang ở ngoài, ồn quá cho nên không nghe thấy gì cả. Không sao đâu, cũng là vì em gọi điện thoại là phiền anh trước mà. Anh còn mong là em làm phiền anh nhiều hơn nữa đấy. Chẳng qua là vừa nãy anh có việc đột xuất thôi. Mà nhà có việc gì không, kể cho anh nghe với. Anh trở nên nhiều chuyện như thế từ bao giờ thế? Đi mà, kể cho anh nghe đi. Em ở nhà với bác gái vui lắm. Bác còn lấy ảnh từ hồi còn nằm ngửa của anh cho em xem kìa. Có cả ảnh. Chết thật, sao mẹ lại cho em xem mấy ảnh đó? Này, em đừng lấy mấy ảnh đó ra mà trêu anh đấy nhá. Ai mà dám lấy ảnh khóa thân hồi nhỏ của chủ tịch SBM ra làm trò đùa chứ. Chỉ là anh bắt em kể thôi mà. Còn chuyện gì nữa không? À mà hai vợ chồng chị Lan có hay ở nhà không? Hai vợ chồng chị Lan rất là về chăm ăn cơm cùng với mẹ anh. Nói chung là nhà toàn chuyện vui thôi, anh yên tâm nhá. Tiếc nhờ, anh lại không được chứng kiến những chuyện vui rồi. Anh đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có cuồng công việc quá. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không được rượu bia. Anh biết mà, em yên tâm đi. Anh đảm bảo sẽ ăn ngủ đúng giờ, khi về sẽ béo tròn. Anh về mà gầy đi chút nào ấy là không xong với em đâu đấy. Tuân lệnh vợ yêu. Mà thôi, giờ ở Việt Nam cũng muộn rồi, em đi ngủ đi nhá. Bye bye anh. Dạ, em nghe thưa sếp. Cậu thu xếp công việc nhá, muộn nhất là trong 3 ngày tới là phải xong, kể cả phải tăng ca. Vậy còn cuộc họp với đối tác về vụ hợp đồng vào cuối tuần, sếp muốn chuyển sang ngày nào cụ thể không ạ? Không cần đâu, cậu cứ đẩy nhanh càng sớm càng tốt. Cậu thống nhất với họ đi, rồi báo lại tôi. Dạ, à mà sếp ơi, tập đoàn xảy ra chuyện gì ạ? Với lịch trình hiện tại, có vẻ 3 ngày em sợ sếp phải... Không sao đâu, tập đoàn không có vấn đề gì cả, cậu cứ yên tâm đi. Vâng, em sẽ làm ngay bây giờ. Cố gắng thu xếp nhá. Cuối tuần này, tôi nhất định phải có mặt ở Việt Nam. Em đã rõ, sếp yên tâm. Sao anh về sớm thế? Anh về trước mà không báo với em với cả bác một câu. Công việc xong sớm cho nên anh về trước thôi. Muốn về để tạo bất ngờ cho em và mẹ. Nhưng mà xem ra là anh thành con ghẻ mất rồi. Ăn nói linh tinh. Chắc là nhớ cái Dương quá nên làm vội làm vàng để về chứ gì. Mẹ đi guốc trong bụng mày. Cái mẹ, sao mẹ lại nói thẳng như thế? Mà chán mẹ bị làm sao đấy ạ? À, người già ấy mà. Mắt mờ, chân run, đi không cẩn thận nên là bị vấp ngã. Đấy mà hai đứa thấy không, người già với cả trẻ em bây giờ là như nhau luôn, suốt ngày vấp ngã thôi. Đây rồi, vậy thì lần này con sẽ cho người dọn bớt đồ đi trong nhà đi cho mẹ thoáng đãng, mẹ đi lại cho thoải mái nhé. Không cần đâu, mẹ vẫn đi tốt mà. Chẳng qua lần này ấy, mẹ chủ quan, cứ nghĩ là nó không trơn, thế nên mẹ mới bị vấp ngã chứ. Mà cứ để vậy không sao đâu con. Cậu Toàn về bao giờ thế? Chị tưởng tuần sau cậu mới về cơ. Thế công việc bên này thế nào rồi? Có thuận lợi không? Xong về sớm nên về sớm rồi. Cái thằng này chị hỏi mà trả lời cộc lốc như thế à? Nó chuyện với mày chán chết đi được ấy. Dương, em tới bao giờ đấy?
Dạ, em cũng vừa sang được một lúc thôi ạ. Cũng may có em qua chơi với mẹ chị. Bọn chị thì bận lắm, để mẹ một mình bọn chị không yên tâm. Có gì đâu ạ, công việc của em cũng chỉ cần làm online thôi. Em sang đây vừa làm việc vừa trò chuyện với bác, vui lắm ạ. Đấy nhá, nhất cậu Toàn nhà mình rồi. Đương nhiên là như vậy rồi. Thế mọi người nói chuyện với nhau nhá. Con vào phòng trước ạ. Mẹ. Mẹ ơi con. Vào đi. Công việc dạo này bận lắm hả anh? Cũng bình thường thôi. Anh đang kiểm tra lại một vài chỗ. Em để sữa ở đây, anh tranh thủ uống đi nhá. Ừ, anh biết rồi. Mà này, mấy hôm nay anh đi công tác ấy, ở nhà sao rồi? Tình cảm giữa chị dâu với em chồng có tốt hơn không? Dạ cũng tốt ạ. Hai chị em có nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thi thoảng thì cũng có nấu cơm cùng với nhau ạ. Có thật không đấy? Bà Lan ở nhà là cả năm bà ấy không vào bếp một lần nào đâu. Vậy mà bà ấy lại... Anh không tin thì hỏi em làm gì? Thôi kệ anh đấy. Em qua thăm bác gái một chút rồi em về đây. Em cứ xuống trước đi, khi nào xong việc anh sẽ xuống sau. Dạ, em nghe, thưa sếp. Cậu gửi cho tôi tình hình kinh doanh của công ty chị Lan và anh Đức nhé. Vâng ạ. Thế ý hai đứa thế nào? Con thì con tính là tổ chức sang trọng một chút. Nhưng mà tính của Dương, anh biết rồi đấy. Dương thích kiểu nhẹ nhàng, lịch sự thôi. Cho nên con thấy ý của Dương hết. Dạ, cháu thấy việc làm to hay nhỏ không quan trọng, rằng mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Nên là cháu có nói ý của mình với anh Toàn rồi đấy ạ. Không biết bác thấy sao ạ? Bác già rồi, tôi nghe hơn nữa, đây là ngày vui của hai đứa. Thì hai đứa cứ tự quyết định đi, bác chỉ góp ý danh sách mời thôi. Dạ vâng, danh sách khách mời thì con cũng sẽ lên. Rồi ngày mai con sẽ gửi cho mẹ xem trước. Với cả mẹ góp ý giúp con xem. Bởi vì những mối quan hệ của bố mẹ bọn con cũng không biết ạ. Thôi được rồi, cũng chưa cần gấp mà. Dạ. Cậu Toàn, cậu giúp anh chị với. Nếu không anh sẽ phải ngồi tù đấy. Con nói cái gì vậy hả? Đi tù? Hai đứa, hai đứa lại gây ra chuyện gì vậy hả? Chị Lan, chị bình tĩnh đã. Chị bình tĩnh, nói rõ mọi việc đi. Chị mà cứ nói như vậy thì tôi cũng chẳng biết đường nào mà cứu mới trả giúp đâu. Anh chị bị người khác hãm hại, họ gây ăn tức ở với anh Đức, thế nên là hại bọn chị. Đúng rồi đấy. Thấy bọn nó thấy anh chị làm ăn được nên cố tình đâm sau lưng. Có phải không? Họ hãm hại hai người, hay là họ chỉ nói ra những sự thật thôi? Hai người mà càng che giấu ấy thì tôi càng không thể cứu đấy. Thế là cậu biết rồi sao? Muốn biết về làm hành vi của hai người đối với tôi dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng mà cái tôi cần chỉ là từ miệng hai người nói ra. Thế nào, bây giờ hai người có nói không? Thôi, nếu vậy thì thôi nhá. Bây giờ tôi bận mất rồi, tôi và Dương phải đi trước đấy. Tôi khách nói chuyện. Khoan đã Toàn. Chuyện đến nước này phải nói ra sự thật thôi, không có bóc lịch đấy. Sự thật là anh với chị Lan có kêu gọi hình thức góp vốn đầu tư để kiếm lời mà. Nhưng mà cái số tiền vốn anh chị tiêu lẹ vào rồi, giờ không hiểu sao bị lộ ra ngoài. Người ta kéo đến đòi tiền mà anh chị lỡ tiêu hết rồi. Việc này hai người tự làm, hai người phải tự chịu chứ. Tại sao bây giờ lại kêu cứu? Cậu Toàn, chị xin cậu đấy, giúp vợ chồng anh chị với. Nếu như mà không có số tiền đấy thì không biết là anh chị phải sống như thế nào đây. Mẹ nói với cậu Toàn giúp con với. Con biết bọn con sai rồi, mẹ nói giúp bọn con đi. Nếu như mà không có số tiền đấy thì bọn con chết mất đây mẹ ạ. Mẹ nói giúp bọn con đi. Lan ơi là Lan, tại sao con lại hồ đồ như thế chứ? Từ trước đến giờ mẹ có dạy chị em con làm ăn thất đức như thế không? Con làm như thế mẹ biết ăn nói thế nào với bố con đây. Con xin lỗi. Dương, bây giờ chỉ có em mới nói được với Toàn thôi. Em nói giúp chị
với cả anh Đức đi, được không? Dương, chuyện này em... Tôi đây, cậu nói đi. Dạ, hiện tại em có kết quả điều tra về hoạt động của công ty hai vợ chồng chị Lan theo như lời căn dặn của sếp rồi ạ. Tình hình sao rồi? Theo các thông tin em có thì chị Lan và anh Đức có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể hơn đi. Chị Lan và anh Đức gọi vốn cho quỹ đầu tư, hứa hẹn trả lãi với phần trăm rất lớn, sau đó chiếm đoạt số tiền này. Cụ thể em sẽ gửi qua mail cho sếp ạ. Được rồi, tôi biết rồi. Công ty có chuyện gì sao anh? Không có gì đâu, anh chỉ đang suy nghĩ một chút việc thôi. Mà anh hỏi em nhé, giả sử, chỉ là giả sử thôi ấy, nếu như em biết rằng người thân của em làm chuyện phạm pháp thì em sẽ xử lý thế nào? Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? Có chuyện gì phải không à? Không đâu, chẳng qua là anh vừa đọc một bài báo về chủ đề này cho nên muốn hỏi ý kiến của em thôi. Theo như em thấy thì dù là người thân hay là không thân, khi đã làm chuyện phạm pháp rồi thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dù là bằng cách này hay cách khác thì họ phải chịu trách nhiệm trước hành vi và những việc họ đã làm ra. Toàn, chị con nó cũng biết lỗi rồi, con xem có cách nào giúp vợ chồng nó đi. Đến giờ phút này rồi, chị mới mở miệng ra cầu xin mẹ và Dương mà không cảm thấy hổ thẹn à? Cậu nói vậy là có ý gì? Chị nhìn đi, và đừng có nghĩ lúc tôi đi công tác ấy mà trong nhà có những chuyện gì tôi lại không biết. Chỉ là tôi có muốn nói ra hay không thôi. Chị là do lúc đó chị nhất thời hồ đồ thôi. Nếu như mà nhà không lắp camera ấy thì thật sự rằng tôi không thể biết được những việc làm của anh chị đâu. Trong thời gian đó, Dương và mẹ bị anh chị ngược đãi, xúc phạm rồi bắt nạt mà không một lời ca thán. Còn anh chị thì sao hả? Chị biết là chị sai, chị hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nếu như mà có thì chị sẽ bị tai nạn chết giữa đường. Anh Toàn à, em hiểu tâm trạng lúc này của anh, nhưng mà em thấy thì anh chị cũng biết nhận ra lỗi sai rồi. Anh cũng nên giúp anh chị ấy có một cơ hội để sửa sai. Mẹ thấy Dương nó nói đúng đấy. Dù sao cũng là chị em trong nhà và cùng một mẹ, con xem có cách nào giúp cho hai đứa nó đi. Anh biết là những cái việc làm trước đó của anh chị là không đúng. Chỉ cần cậu chịu giúp anh chị lần này, anh chị hứa sẽ tu chí làm ăn và gửi trả lại số tiền ấy cho cậu. Chị và anh Đức rất hối hận về những gì mà chị và anh ấy làm. Chỉ cần em đồng ý giúp anh chị thôi thì điều kiện gì anh chị cũng nghe theo. Thôi được rồi, tôi sẽ đồng ý cho anh chị vay số tiền đó để trả nợ. Nhưng mà với một điều kiện, là anh chị phải quay trở về tập đoàn và làm một nhân viên bình thường. Số tiền nợ của hai người ấy sẽ trừ vào lương hàng tháng. Và còn nữa, hai người phải công khai xin lỗi những nạn nhân mà hai người đã lừa. Được, anh chị sẽ làm. Chỉ cần em đồng ý giúp anh chị thôi là được rồi. Mẹ, bọn con xin lỗi mẹ vì thái độ và những cái hành động trước đó của bọn con là không đúng. Con biết là bọn con đã sai rất nhiều với mẹ, nhưng mẹ vẫn không để bụng, lại còn nói đỡ lời với cậu Toàn giúp bọn con nữa. Dương, anh chị sai rồi, anh chị xin lỗi em. Thời gian qua anh chị đã để cho em chịu nhiều uất ức, mong em có thể tha thứ cho anh chị. Đã như vậy em còn không chấp nhận anh chị, còn nói đỡ với Toàn nữa. Thật sự anh chị rất xấu hổ. Hôm nay em đẹp lắm đấy nhá. Thằng Toàn mà nhìn thấy chắc là lác mắt luôn. Chị cứ khen em quá như thế em ngại lắm. Là do tự trang điểm thôi ạ. Sao em nói thế chứ? Em phải tự tin lên và tin vào lời chị nói nữa. Hôm nay em rất đẹp đấy. Nào, chị dẫn em ra chỗ mọi người đang chờ nhá. Dạ. Thật sự vợ chồng con cảm ơn mẹ, cảm ơn vợ chồng cậu Toàn rất nhiều vì đã tha thứ và giúp đỡ vợ chồng con trong khoảng thời gian khó khăn nhất ạ. Đúng là
không gì có thể bằng gia đình được. Thôi, cả nhà mình nhìn vào kia, cười thật tươi để làm vô ảnh nhá. Mẹ phải đứng ở giữa, ha.